Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 40. Mấy người còn lại nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, ngay cả An Tiểu Nam lúc này cũng nhìn Diệp, cảm thấy Dương Diệp làm quá mức. Dương Diệp không có để ý mọi người, huyền khí trong cơ thể điên cuồng rót vào thuần không kiếm trong tay, kiếm ý bát trọng cùng gia trì vào thuần không kiếm, lúc kiếm ý xuất hiện, Diệp Lương Thần lập tức cảm giác áp lực nặng nề. Trong nội tâm Diệp Lương Thần kinh hãi, hắn hiện tại chỉ có kiếm ý thất trọng, hắn chỉ kém Dương Diệp một trọng mà thôi, vì cái gì kiếm ý của Dương Diệp lại mạnh hơn hẳn nhiều như thế. Rất nhanh, ánh mắt Dương Diệp tập trung vào một tên tôn giả cảnh nhị phẩm cách hắn 90 trượng. Nhìn người trung niên này, trong mắt Dương Diệp bắn ra hàn quang, sau một khắc, thuấn không kiếm trong tay đâm thẳng về phía người đó. 90 trượng, mũi kiếm đã xuất hiện trước yết hầu người này, sắc mặt trung niên đại biến. Hắn muốn tránh ra nhưng đã muộn, chỉ có thể thúc giục huyền khí bao phủ yết hầu. Mũi kiếm đâm vào yết hầu của hắn, suy một tiếng, hoàn toàn không trở ngại chút nào, mũi kiếm trực tiếp đâm xuyên qua cổ đối phương. Trung niên mở to mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, cho dù thế nào hắn cũng không ngờ hắn lại chết như vậy. Thi thể của hắn nhanh chóng rơi xuống biên, một gã cường giả tôn giả cảnh cứ chết như vậy, mọi người đều khiếp sợ nhìn Dương Diệp. Diệp Lương Thần run rẩy chỉ vào Dương Diệp, hắn muốn nói cái gì đó nhưng không nói ra lời, trong mắt của hắn chỉ có khiếp sợ mà thôi. Không chỉ Diệp Lương Thần, cho dù là cô gái che mặt, còn có mấy cường giả tôn giả cảnh bên cạnh lúc này cũng kiêng kỵ. Nghe nói Dương Diệp có thể vượt cấp chém giết tôn giả cảnh, nhưng này dù sao chúng là lời đồn, bọn họ cũng không thấy tận mắt. Nhưng mà hiện tại, bọn họ đã nhìn thấy tận mắt. Một gã cường giả tôn giả cảnh đã chết trước mặt bọn họ. Mà Dương Diệp mới chỉ là linh giả cảnh nhị phẩm mà thôi. Nếu như hắn đạt tới tôn giả cảnh, có ai trong tôn giả cảnh là đối thủ của hắn? Khó trách nhân chủ coi trọng Dương Diệp như vậy. Nguyên Ngạn do dự, sau đó trầm xê giọng nói. Động thủ, có lẽ bọn họ không có năng lượng thạch cực phẩm phát động trận pháp công kích, mọi người cùng nhau ra tay phá tan hào quang phòng ngự. Cho dù thế nào cũng không thể để hắn sống sót. Chung quanh hắn. Mọi người lập tức xông thẳng về phía hải hạm. Trên hải hạm, nhìn thấy 20 tên cường giả tôn giả cảnh xông tới, Dương Diệp nheo mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía cô gái che mặt, nói. Mở ra trận pháp công kích. Không có năng lượng thạch. Cô gái che mặt vừa nói xong, chỉ thấy một tia sáng xuất hiện trước mặt nàng, lại có 100 viên năng lượng thạch cực phẩm. Cô gái che mặt nhìn Dương Diệp thật sâu, sau đó tay phải vung lên, nàng ném năng lượng thạch cực phẩm vào trong rãnh. Tia sáng lại xuất hiện. Không trung, Nguyên Ngạn kinh hãi, cường giả tôn giả cảnh chung quanh hắn cũng khiếp sợ. Mau lui lại. Nguyên Ngạn lập tức xuất hiện cách đó trăm trượng, mọi người còn dại phản ứng không chậm, tất cả đều tránh né. Nhưng có 4 người đi chậm nên bị tia sáng đánh giết tại chỗ. Tại sao bọn họ vẫn còn năng lượng thạch cực phẩm? Một gã tôn giả cảnh phẫn nộ quát. Sắc mặt Nguyên Ngạn dữ tợn, hắn cũng không nghĩ tới. Vân Hải Thương Hội vẫn có năng lượng thạch cực phẩm. Cho tới bây giờ, Vân Hải Thương Hội đã tiêu hao ít nhất 400 viên năng lượng thạch cực phẩm A. 400 viên năng lượng thạch cực phẩm này, dù người Vân Hải Thương Hội giàu có cũng khó cầm ra nổi. Phải biết rằng, cho dù là hắn cũng không cầm ra nhiều năng lượng thạch cực phẩm như thế. Chết 4 gã cường giả tôn giả cảnh, bọn người Nguyên Ngạn không dám ra tay tiếp. Bọn họ hiện tại tuy còn có 15 tên cường giả tôn giả cảnh. Nhưng mà bọn họ không dám cầm mạng của mình dò xét đối phương còn năng lượng thạch cực phẩm hay không. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp thở ra một hơi, sau đó lặng lẽ xuất ra một quả năng lượng thạch siêu phẩm đặt vào ngực và hấp thu. Chỉ cần có hải hạm, có năng lượng thạch cực phẩm, hiện tại những cường giả tôn giả cảnh kia không có lực uy hiếp với hắn, trái lại, hắn còn có thể thỉnh thoảng đánh lén đối phương. Tóm lại, tình cảnh hiện tại còn tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng hắn cũng không dám khinh thường. Bởi vì một khi vô ý, đám người chung quanh sẽ cho hắn đả kích chí mạng. Hắn cũng không quên, người Vân Hải Thương Hội giúp đỡ hắn vì hắn nắm giữ tính mạng của Diệp Lương Thần. Dương công tử, thả đệ đệ của ta ra trước, ta muốn chữa thương cho hắn, ta làm con tin của ngươi, như thế nào? Cô gái che mặt nói. Không được. Diệp Lương Thần nói. Tỷ, ta nghe nói gia hỏa này rất háo sắc, nếu ngươi rơi vào tay hắn, nhất định sẽ có hại chịu thiệt. Người mặc kệ ta có thể chịu đựng được, không phải vài kiêm thương thôi sao? Không có vấn đề gì. Khóe miệng Dương Diệp co giật, háo sắc, rốt cuộc là ai hủy hoại thanh danh của mình?
Cô gái che mặt lườm Diệp Lương Thần, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp khoát khoát tay, sau đó lấy ra một tấm siêu phẩm chỉ kiệu phù vỗ vào người Diệp Lương Thần. Hiện lại này Diệp Lương Thần là bùa hộ mệnh của hắn, hắn đương nhiên sẽ không để cho đối phương chết đi. Nhìn thấy tấm siêu phẩm trị liệu phù, cô gái che mặt kinh ngạc, nàng nhìn Dương Diệp thật sâu, kiếm hoàng đúng là thần bí. Oanh! Đột nhiên, mặt biển phương xa xuất hiện cột nước lớn, sau đó một gia hỏa thân người đuôi cá, tay cầm tam xoa kích xuất hiện trước mặt mọi người. Nhân ngư tộc! Dương Diệp phát hiện, sắc mặt đám người cô gái che mặt khó nhìn. Vài tên cường giả tôn giả cảnh cũng cảnh giác. Nhân ngư tộc, đó là đồ chơi gì? Dương Diệp nhíu mày. Nhân ngư tộc, là một phân chi của hải tộc, đại bộ phận sinh hoạt trong loạn ma hải vực, bởi vì đã từng bị nhân loại dụ bắt mỹ nhân ngư của nhân ngư tộc làm nô lệ, cho nên bọn họ cực kỳ cừu thị nhân loại. Bọn họ sẽ không lên mặt biển, bởi vì bọn họ cũng sợ bị bắt giết, nhưng mà một khi xuất hiện trên mặt biển, như vậy đại biểu bọn họ sẽ kéo cả đàn cả lũ. Cho nên, chúng ta gặp nguy hiểm. Chẳng biết lúc nào, An Tiểu Nam đi đến bên cạnh Dương Diệp, nói khẽ. Quả nhiên, An Tiểu Nam vừa mới dứt lời, Dương Diệp phát hiện, chung quanh có rất nhiều Huyền giả nhân ngư tộc xuất hiện. Dương Diệp ngạc nhiên phát hiện, ở trong đó có rất nhiều nữ tử rất đẹp, nhưng những nhân ngư tộc này, mặc kệ nam nữ, ánh mắt nhìn bọn họ đều mang theo thù hận. Như thế nào, người không sợ đại ma đầu ta giết người sao? Dương Diệp liếc mắt nhìn An Tiểu Nam, hắn buồn cười nói. Nghe được Dương Diệp nói thế, An Tiểu Nam lui về sau vài bước, ánh mắt phòng bị nhìn Dương Diệp, cử động này làm cho Dương Diệp im lặng, hắn có đáng sợ như vậy sao? Không quan tâm tới An Tiểu Nam, ánh mắt Dương Diệp nhìn ra xa, bọn họ hiện tại bị nhân ngư tộc vây quanh, chung quanh có hơn vạn huyền giả nhân ngư tộc. Nhân loại, giao người nhân ngư tộc chúng ta ra đây? Bằng không hôm nay các ngươi sẽ táng thân trong biển. Nam tử nhân ngư tộc cầm đầu chỉ tam xoa kích vào hải hạp, hắn tức giận nói. Người nhân ngư tộc, Dương Diệp phát hiện, sắc mặt Diệp Lương Thần ở trước mặt hắn mất tự nhiên. Cô gái che mặt cau mày, nói. Các hạ, chúng ta cũng không có bắt tộc nhân của các ngươi, có phải các ngươi tính sai hay không? Nhân loại, còn muốn nói xạo, ta đã ngửi thấy khí tức của nàng. Nàng đang ở trên thuyền của các ngươi, nhất định là các ngươi dùng thủ đoạn ti tiện bắt nàng, ta cho các ngươi một cơ hội, giao nàng ra, chúng ta lập tức rời đi, bằng không hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Nam tử nhân ngư tộc tức giận nói. Cô gái che mặt còn muốn nói điều gì, lúc này Dương Diệp nói. Có lẽ, ngươi hỏi đệ đệ của ngươi một chút sẽ biết rõ có hay không. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Lương Thần càng khó coi. Nhìn thấy sắc mặt Diệp Lương Thần. Sắc mặt cô gái che mặt trầm xuống, nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Lương Thần không nói gì. Ngươi đẩy mọi người vào nguy hiểm hay sao? Cô gái che mặt tức giận nói. Diệp Lương Thần vẫn không nói gì. Đi tìm. Cô gái che mặt nói. Nam tử bên cạnh cô gái che mặt ứng một tiếng, sau đó thối lui. Rất nhanh, nam tử lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người, trên tay hắn là một nữ. Nữ tử nửa người dưới mặc váy màu đen, nhưng không khó nhìn ra, đó là người nhân ngư tộc. Nhìn thấy nữ tử kia, sắc mặt người Vân Hải Thương Hội trầm xuống. Bọn họ không nghĩ tới thiếu gia của mình lại mang mỹ nhân ngư của nhân ngư tộc lên thuyền, việc này đã chọc vào tổ ong vò vẽ rồi. Tỷ, cầu ngươi buông tha nàng đi, tỷ, van cầu ngươi. Vừa nhìn thấy nữ tử này, Diệp Lương Thần vội vàng cầu khẩn. Cô gái che mặt xuất hiện trước mặt Diệp Lương Thần. Ba một tiếng, trên mặt Diệp Lương Thần xuất hiện dấu tay, nữ tử nói. Diệp Lương Thần, người dám mang một nhân ngư lộc lên thuyền, người có biết hay không, mọi người chúng ta sẽ bị người hại chết. Người nhìn bên ngoài xem, có hơn 10 hải thú tôn giai, có hơn 1000 linh giai, chỉ cần bọn họ nguyện ý, bọn họ có thể nhiều hơn gấp đôi, nhiều cường giả ở đây như thế, người còn muốn chúng ta buông tha nàng. Đầu óc của người có vấn đề hay không? Tỷ. Ta và nàng thật tâm yêu nhau, cầu người đừng giao hàng cho nhân ngư tộc. Bằng không ta sẽ chết trước mặt người người biết, ta không có nói giỡn. Diệp Lương Thần nói. Ngươi, nữ tử tức giận tới mức bộ ngực phập phồng. Nhân loại, giao nàng ra. Đúng lúc này, tên nam tử nhân ngư tộc lại nói. Dương Diệp phát hiện, nhân ngư tộc chung quanh càng ngày càng nhiều. Giao nàng ra. Cô gái che mặt lạnh lùng nói. Ai dám?
Đột nhiên Diệp Lương Thần tức giận nói. Ai dám đem nàng giao ra, trở lại trung vực, ta sẽ diệt cả nhà hắn. 3. Trên mặt Diệp Lương Thần lại có dấu tay. Diệp Lương Thần nhìn cô gái che mặt, nói. Tỷ, ta từ nhỏ đến lớn không có cầu qua ngươi cái gì, lần này ta van cầu ngươi, đừng giao nàng ra được không? Ngươi giao nàng ra, tộc nhân của nàng sẽ giết nàng, bọn họ thực giết nàng. Lương Thần. Lúc này, nữ tử mỹ nhân ngư nói. Ngươi đừng làm tỷ tỷ của ngươi, có thể gặp ngươi, hơn nữa yêu nhau với ngươi, Hồng Ngữ đã rất thỏa mãn. Cảm ơn người cứu ta khỏi tay đám người nhân tộc săn bắt, giúp ta giữ được tôn nghiêm của mình, cảm ơn ngươi. Hồng Ngữ, ta sẽ không giao ngươi cho bọn họ, ta sẽ không. Diệp Lương Thần nói. Chúng ta ước định qua, ta sẽ dẫn người đi du lịch thế giới nhân loại, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Tỷ, van cầu ngươi. Đừng giao nàng cho nhân ngư tộc, chỉ cần ngươi không giao nàng cho nhân ngư tộc, ta về sau sẽ nghe lời ngươi. Cô gái che mặt hít sâu một hơi, nói. Ngươi có biết chúng ta bị nhân ngư tộc vây công sẽ chết hay không? Oanh! Đúng lúc này, đột nhiên hải hạm rung động mạnh, mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy tên nam tử nhân ngư tộc kia đã ra tay với hải hạm. Sắc mặt Dương Diệp ngưng trọng, bởi vì tên nam tử nhân ngư tộc rất mạnh. Nhân loại! Nhanh giao nàng ra. Nam tử nhân ngư tộc đâm vài kích vào màn sáng, hải hạm rung động rất mạnh. Dương Diệp trầm mặc, quyết định mặc kệ việc này. Dù sao nhân ngư tộc không phải đến tìm hắn. Cô gái che mặt đối mặt với Diệp Lương Thần hồi lâu, đột nhiên, cô gái che mặt vỗ một chưởng vào gáy Diệp Lương Thần. Diệp Lương Thần ngất xỉu nhưng vẫn nằm trong tay Dương Diệp. Ngươi nên biết, hắn sau này sẽ hận ngươi cả đời, nói không chừng, còn có thể xem ngươi như kẻ thù. Dương Diệp nói. Cô gái che mặt lạnh lùng nhìn Dương Diệp, sau đó đi tới trước mặt nữ tử nhân ngư tộc, nói. Thật có lỗi, chúng ta không thể lưu ngươi lại. Nữ tử nhân ngư tộc Hồng Ngữ gật đầu, nói. Ta hiểu, nói với hắn giúp ta, kiếp sau ta sẽ làm thê tử của hắn. Cô gái che mặt gật đầu, sau đó mang theo Hồng Ngữ đi về phía nam tử nhân ngư tộc, nói. Các hạ, cho người của ngươi rút đi, ta lập tức giao nàng cho ngươi. Nhân ngư tộc nam tử liếc mắt nhìn cô gái che mặt, bỗng nhiên, hắn chỉ một bên Dương Diệp, nói. Còn có hắn, cũng giao hắn ra đây. Nghe vậy, cô gái che mặt vốn sững sờ, sau đó trong lòng vui vẻ, bởi vì trực giác nói cho nàng biết, đám người nhân ngư tộc có phiền toái. Dương Diệp cũng sững sờ, chính mình không biết ra hỏa này. Chẳng lẽ nhân ngư tộc cũng đầu nhập vào La Tuấn? Nghĩ vậy, ánh mắt Dương Diệp lạnh như băng. Như thế nào? Các ngươi không muốn. Nam tử nhân ngư tộc lạnh lùng nói. Chung quanh hắn có vô số sóng biển quay cuồng, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Cô gái che mặt nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói. Các hạ, giữa chúng ta cũng không quen biết nha. Ta rất ngạc nhiên, tại sao ngươi phải nhằm vào ta? Có người truy nã ngươi, sống có 1000 năng lượng thạch cực phẩm, chết có 500 năng lượng thạch cực phẩm. Nam tử nhân ngư tộc nói. Ta cũng rất tò mò, người chỉ là con sâu cái kiến linh giả cảnh nhị phẩm, làm sao lại đáng giá 1000 năng lượng thạch cực phẩm chứ? Tốt, không nói nhảm, thức thời thì tự mình ra, bằng không thì đám. Người bên cạnh sẽ vì người mà chết. Không cần nghĩ, Dương Diệp cũng biết là ai truy nã hắn. Cũng không nói nhảm, Dương Diệp vung tay phải lên, 100 viên năng lượng thạch cực phẩm rơi vào trong rãnh, ngay sau đó có vô số tia sáng phóng lên trời, nam tử nhân ngư tộc kinh hãi. Thân hình tránh né tia sáng thật nhanh, một ít nhân ngư tộc chung quanh hắn đã hóa thành cặn bã. Dương Diệp hiện tại không thiếu năng lượng thạch cực phẩm, phải biết rằng, trong thiếu tuyên qua của hắn có ít nhất 3 vạn năng lượng thạch siêu phẩm, một viên năng lượng thạch siêu phẩm tương đương với 100 viên năng lượng thạch cực phẩm, hắn có bao nhiêu năng lượng thạch cực phẩm. Trên đời này, còn có người nào giàu hơn hắn? Sao? Dương Diệp vung tay lên, lại có 200 năng lượng thạch cực phẩm. Xuất hiện tại trước mặt cô gái che mặt, nói. Cho ta dùng sức đánh bọn họ, cũng đánh đám tạp chủng này thành cặn bã, mẹ kiếp, làm hải thú không làm, muốn đi làm tay sai cho La Tuấn, hiện tại ta muốn các ngươi không làm chó được. Nhìn Dương Diệp lại lấy ra 200 năng lượng thạch cực phẩm, khóe miệng bọn người Vân Hải Thương Hội co giật, gia hỏa này có bao nhiêu tiền. Cô gái che mặt cũng nheo mắt, nàng với tư cách một cổ đông của Vân Hải Thương Hội. Nàng cũng không có biện pháp tiện tay lấy ra nhiều năng lượng thạch cực phẩm như Dương Diệp. Bất kể như thế nào,
hiện tại nguy cơ đã được giải trừ, nàng cũng không cần giao mỹ nhân ngư ra. Đối với đệ đệ của mình, nàng đương nhiên yêu thương, cũng không muốn nhìn thấy hắn thống khổ cả đời. Có năng lượng thạch cực phẩm, trận pháp của hải hạm không dừng lại, vô số tia sáng bắn tới khắp bốn phương tám hướng, đám nhân ngư tộc chung quanh chết rất nhiều, nam tử nhân ngư tộc vội vàng hạ lệnh nhân ngư tộc rút lui, cũng không dám tới gần hải hạm. Trong hư không, đám người Nguyên Ngạn đều nhìn thấy việc này, bọn họ rất vui vẻ, bởi vì đám người Vân Hải Thương Hội nhất định đã tiêu hao sạch năng lượng thạch. Chờ mấy lần công kích qua đi, năng lượng thạch cực phẩm của Vân Hải Thương Hội sẽ hết sạch. Bọn họ không tin Vân Hải Thương Hội ra ngoài mang hơn 1.000 năng lượng thạch cực phẩm. Cho nên, chờ hào quang biến mất, bọn họ sẽ ra tay. Dương Diệp, người đúng là có tiền. Chẳng biết lúc nào An Tiểu Nam lại đến bên cạnh Dương Diệp, nàng cũng không tới quá gần, hiển nhiên nàng đã sợ ma đầu Dương Diệp này rồi. Người muốn đánh nhau cướp ta sao? Dương Diệp nói. An Tiểu Nam vội vàng khoát khoát tay nói. Ta hiện tại không dám, ta trở về mới dám. An Tiểu Nam không nghĩ đã nói ra khỏi miệng, nàng sợ Dương Diệp ra tay với nàng, nàng vội vàng lui về phía sau vài chục bước, cũng không dám nói chuyện. Dương Diệp trợn mắt, nữ nhân này dám đánh cướp hắn. Đúng lúc này, tia sáng biến mất, cùng lúc đó, đám người Nguyên Ngạn lại ra tay lần nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thời điểm đám người Nguyên Ngạn tiến vào phạm vi 200 trượng quanh hải hạm, hơn 10 tia sáng phóng thẳng lên trời, tất cả đều bắn vào đám người Nguyên Ngạn, nhìn thấy những tia sáng kia, Nguyên Ngạn biến sắc, đám người bên cạnh hắn kinh hãi gần chết, mọi người không kịp nghĩ nhiều, vội vàng xé rách không gian bỏ chạy ra phía sau, tuy vẫn có 6 người chưa kịp chạy đã bị chùm tia sáng đánh trúng, bọn họ đều hóa thành hư vô. Đáng chết, tại sao bọn chúng còn có năng lượng thạch cực phẩm? Nguyên Ngạn. Không phải người nói bọn họ không có năng lượng thạch cực phẩm sao? Nguyên Ngạn, người muốn hại chết chúng ta sao? Hay là Thiên Ma Tông các ngươi cố ý tiêu hao thực lực tông môn chúng ta? 8 tên cường giả tôn giả cảnh còn sống đều nhìn chằm chằm vào Nguyên Ngạn. Nguyên Ngạn là cường giả tôn giả cảnh lục phẩm, mặc dù tia sáng của hải hạm có uy hiếp tới hắn nhưng lại không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng đối với bọn họ thì khác. Bản thân bọn họ không có đạt tới tôn giả cảnh ngũ phẩm. Đối mặt với tia sáng công kích, bọn họ không có năng lực phản kháng. Ta làm sao biết bọn chúng còn có cực phẩm năng lực thạch? Nguyên Ngạn tức giận nói. Hại các ngươi xem, Thiên Ma Tông chúng ta cũng chết 3 gã cường giả tôn giả cảnh đấy. Hừ, dù sao Lão Phu sẽ không ra tay, muốn ra tay, Nguyên Ngạn ngươi tự mình độc thủ đi. Một lão giả trong đó lạnh lùng nói, nếu lúc trước hắn chạy chậm một bước, chỉ sợ hắn đã chết rồi. Lão giả vừa nói ra lời này, trừ Thiên Ma Tông xà nữ và một tô đần giả cảnh khác, những người còn lại đều đứng sau lưng lão giả. Hiển nhiên, bọn họ cũng không muốn đi chịu chết. Nguyên Ngạn nhìn lão giả, trầm giọng nói. Liễu Tốn, ngư cơi nên biết, đuổi giết Dương Diệp là mệnh lệnh của ai? Thả Dương Diệp đến trung vực, nhân chủ truy cứu xuống, ngươi và tông môn của ngươi có thể gánh vách nổi không? Vậy Thiên Ma Tông ngươi lên đi. Liễu Tốn lạnh lùng nói. Đừng cho rằng chúng ta không biết, Thiên Ma Tông các người bán mạng như vậy còn không phải được nhân chủ hứa hẹn, sau này các ngươi sẽ trở thành đệ nhất tông môn trong loạn ma hải hay sao, có quả ngon ngọt như thế, Thiên Ma Tông các ngươi tự nhiên sẽ dốc sức liều mạng. Nguyên Ngạn, ta cũng không nói nhảm, Thương Lan Tông ta sẽ không tiếp tục ra tay, chúng ta đã chết 3 cường giả tôn giả cảnh, cho dù nhân chủ truy cứu nữa, chúng ta cũng từ chối không nhận. Sắc mặt Nguyên Ngạn khó coi nhìn đám người Thần Cơ Tông, Tinh Vân Tông, nói. Các ngươi cũng không có ý định ra tay. Một trưởng lão Thần Cơ Tông nói. Nguyên Ngạn, không phải chúng ta không ra tay, mà là chúng ta hiện tại không có biện pháp đối phó Dương Diệp, không phải sao? Như vậy đi, nếu như Nguyên Ngạn ngươi có thể bài trừ trận pháp công kích trên hải hạm của Vân Hải Thương Hội, Thần Cơ Tông ta sẽ lưu lại, như thế nào? Ta cũng đồng ý. Một trưởng lão Tinh Vân Tông cũng nói. Nguyên Ngạn. Chỉ cần ngươi có thể bài trừ trận pháp hải hạm, chúng ta nguyện ý tiếp tục lưu lại đây đuổi giết Dương Diệp. Nếu như ngươi không thể phá vỡ, chúng ta cáo từ, hiện tại đã chết nhiều tôn giả cảnh như thế, nếu như chúng ta cũng chết tại nơi này, tông môn của chúng ta sẽ bị đả kích cực lớn. Sắc mặt Nguyên Ngạn âm trầm như nước, lúc đến đuổi giết Dương Diệp, tông chủ Thiên Ma Tông đã thông báo cho hắn, phải giết chết Dương Diệp, không thể để cho hắn đi trung vực. Lúc đến đây...
hắn cũng tràn đầy tin tưởng, tôn giả cảnh lục phẩm dẫn theo 20 cường giả tôn giả cảnh, loại đội hình này đã có thể tàn sát nhất tông môn. Giết một con sâu cái kiến linh giả cảnh nhị phẩm, còn không dễ dàng hay sao? Nhưng con sâu cái kiến như vậy còn khó đối phó hơn cả tông môn. Nguyên Ngạn đã hiểu vì sao trung vực nhân chủ lại muốn giết Dương Diệp. Loại yêu nghiệt như thế, nếu như hắn phát triển, cho dù là nhân chủ, chỉ sợ cũng phải kiêng kỵ vô cùng. Nếu như mình không thể giết hắn, chỉ sợ nhân chủ sẽ bất mãn với Thiên Ma Tông. Thất vọng cũng không sao cả, cùng lắm hứa hẹn của nhân chủ chỉ ngâm nước nóng mà thôi. Vừa nghĩ tới tận đây, Nguyên Ngạn không do dự, thân hình lóe lên, hắn đi tới trên không hải hạm của Vân Hải Thương Hội, nhìn người của Vân Hải Thương Hội, nói. Diệp cô nương, Dương Diệp chính là người mà nhân chủ muốn giết, các ngươi trợ giúp hắn như thế, không sợ đắc tội nhân chủ sao? Ta nghĩ, phụ thân của Diệp cô nương sẽ không tán thành hành vi của Diệp cô nương đâu. Cô gái che mặt nói. Chúng ta không muốn là địch với đỉnh Hán đế quốc, nhưng tiền bối cũng nhìn thấy, tánh mạng đệ đệ của ta còn nằm trong tay Dương Diệp, không có biện pháp, ta không thể không làm theo lời hắn. Sắc mặt Nguyên Ngạn trầm xuống, nói. Đã như vậy, đừng trách lão phu không khách khí. Nói xong, tay phải của Nguyên Ngạn đánh một chưởng vào hải hạm, một bàn tay lớn trăm trượng hiện ra, nước biển quanh hải hạm nhấc lên cao, gần như muốn bao phủ toàn bộ hải hạm. Oanh! Bàn tay đánh vào màn sáng của hải hạm, màn sáng rung động mạnh, sau đó có vô số nước biển bắn tung tóe khắp nơi. Mọi người khiếp sợ. Dương Diệp nhìn về phía cô gái che mặt, hắn do dự, sau đó lại khởi động trận pháp lần nữa, trong chốc lát, mấy chục tia sáng phóng lên trời và bắn thẳng vào Nguyên Ngạn. Ánh mắt Nguyên Ngạn sinh ra một tia lệ khí, tay phải của hắn nâng lên lần nữa đánh tan tia sáng công kích, nhưng vẫn có hơn 20 tia sáng vẫn lao thẳng về phía Nguyên Ngạn. Sắc mặt Nguyên Ngạn biến hóa, hai tay đánh thẳng về phía trước. Không gian tù lung. Các tia sáng dừng lại tại chỗ. Phía dưới, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, tay phải vung lên lần nữa, 100 viên năng lượng thạch cực phẩm rơi xuống trước mặt cô gái che mặt, nói. Oanh, oanh chết hắn. Cô gái che mặt liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nàng lại khởi động trận pháp. Lại có mấy chục tia sáng phóng lên trời, sắc mặt Nguyên Ngạn thay đổi. Hắn không dám đón đỡ, hắn lập tức thoát ra khỏi phạm vi công kích của hải hạm. Lão phu hôm nay muốn xem ngươi còn có bao nhiêu năng lượng thạch cực phẩm. Lấy ra đi, lại tiếp thêm một trường. Dương Diệp không thể không lấy ra tiếp, thực lực Nguyên Ngạn vô cùng mạnh mẽ, dùng lực lượng một người có thể đối kháng lực lượng trận pháp, hắn cũng nhìn ra được, đối phương cũng không thoải mái. Những tia sáng đều có lực sát thương khủng bố, dù cho Nguyên Ngạn là tôn giả cảnh lục phẩm, nếu bị tia sáng bắn trúng, hắn cũng trọng thương như thường. Dương Diệp biết rõ, đối phương bây giờ đang cầm tính mạng tiêu hao năng lượng thạch cực phẩm của bọn họ, bởi vì một khi bọn họ không có năng lượng thạch cực phẩm, như vậy, đó là giờ chết của bọn họ. Nhưng mà, hắn không có sao. Mặc dù Dương Diệp có rất nhiều năng lượng thạch cực phẩm, nhưng hắn cũng không muốn bị đối phương tiêu hao như vậy. Nắm thuấn không kiếm trong tay, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp lại khởi động lần nữa. Hành động của Dương Diệp cũng bị đám người Vân Hải Thương Hội phát hiện. Khóe miệng đám người Vân Hải Thương Hội co giật, chẳng lẽ Dương Diệp còn muốn chém giết Nguyên Ngạn hay sao? Phải biết rằng, Nguyên Ngạn chính là cường giả tôn giả cảnh lục phẩm đấy. Trên bầu trời, Nguyên Ngạn cũng chú ý tới cử động của Dương Diệp. Nguyên Ngạn nheo mắt, hắn rất kiêng kỵ đạo khí trong tay của Dương Diệp, một kiếm kia vô cùng quỷ dị. Nếu là bình thường có phòng bị, hắn tự nhiên có lòng tin tránh thoát một kiếm kia công kích. Nhưng mà hiện tại, hắn vì ứng phó tia sáng công kích đã lâm vào trạng thái kiệt sức, hắn còn phân tâm phòng bị công kích của Dương Diệp hay sao? Phía dưới, Dương Diệp vừa nâng thuấn không kiếm lên cao, sắc mặt Nguyên Ngạn biến hóa, hắn không do dự biến mất ngay tại chỗ. Đám người Vân Hải Thương Hội vô cùng kinh ngạc, Nguyên Ngạn sợ chạy. Đường đường cường giả tôn giả cảnh lục phẩm lại bị dọa sợ. Dương Diệp cũng kinh ngạc, đối phương chạy nhanh như thế. Nhưng cũng tốt. Tránh khỏi lãng phí huyền khí. Phải biết rằng, hắn tiêu hao rất lớn trong mỗi lần thi triển thuấn không kiếm. Trong hư không, đám người Liễu Tốn nhìn thấy Nguyên Ngạn thua chạy, tất cả đều lắc đầu, sau đó không chần chờ, trừ hai người Thiên Ma Tông ra, các cường giả tôn giả cảnh khác đều xé rách không gian rời đi. Không thể phá vỡ trận pháp của hải hạm, bọn họ ở lại chỗ này cũng vô dụng. Cho nên, sau khi nhìn thấy Nguyên Ngạn bại lui, bọn họ không chút do dự lựa chọn rời đi.
Nhìn thấy Liễu đám người Liễu Tốn rời đi, sắc mặt Nguyên Ngạn khó coi, hắn còn muốn cùng đám người này ra tay đồng loạt, bởi vì hắn cảm thấy, năng lượng thạch cực phẩm của đám người Dương Diệp có hạn, chỉ cần những người này cùng hắn đồng loạt ra tay, sau khi tiêu hao vài lần, đám người Dương Diệp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, những người này không cần nói đã chạy đi. Đúng là một đám phế vật. Nguyên Ngạn tức giận nói. Nguyên trưởng lão, chúng ta còn ra tay hay không? Bên cạnh Nguyên Ngạn, xà nữ lên tiếng hỏi. Kỳ thật nàng cũng muốn đi, bởi vì bọn họ hiện tại không thể giết Dương Diệp, làm không tốt, còn có thể góp tính mạng lại nơi này. Nhưng không có biện pháp, nàng là người của Thiên Ma Tông, Nguyên Ngạn không có lên tiếng, nàng không dám tự tiện rời đi. Sau khi im lặng nửa ngày, Nguyên Ngạn lắc đầu, nói. Còn lộ trình nửa ngày là tới Trung Vực, tiến vào Trung Vực, hắn có thể lẫn trốn các nơi, ta không thể tìm được hắn, chúng ta đã mất đi cơ hội tốt nhất giết hắn. Các ngươi trở về thông chi tông chủ, nói là ám sát thất bại. Nguyên trưởng lão không quay về. Xà nữ hỏi. Trong mắt Nguyên Ngạn bắn ra hàn quang, nói. Ta còn có việc cần làm, hai người các ngươi trở về đi. Xà nữ lắc đầu, nàng, xé rách không gian biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn hải hạm phía dưới, trong mắt Nguyên Ngạn tràn đầy sát ý. Dương Diệp này, hắn không phải giết không thể, bởi vì nhân hoàng La Tuấn từng hứa hẹn qua, chỉ cần giết Dương Diệp, tự sẽ cho hắn trở thành cung phụng hoàng gia của đỉnh Hán đế quốc. Trở thành cung phụng của đỉnh Hán đế quốc, chỗ tốt rất lớn, không nói chuyện khác, mỗi tháng hắn sẽ nhận được 100 năng lượng thạch cực phẩm để tu hành. Còn nữa, hắn rất động tâm với đạo khí trong tay Dương Diệp. Nếu hắn có đạo khí, hắn tin tưởng, không có cường giả tôn giả cảnh nào là đối thủ của hắn. Phía dưới, Dương Diệp nhìn thấy chỉ còn lại một mình Nguyên Ngạn, khóe miệng hắn nở nụ cười. Nếu như đối phương rời đi, hắn cũng chỉ có thể nhìn mà thôi, nhưng mà đối phương còn lưu lại, hơn nữa còn lưu lại một mình, đúng là tự tìm cái chết. Dương Diệp thu hồi phước tiến thắng, buông Diệp Lương thần ra, nói. Các ngươi đi trước, chờ lát nữa ta đuổi theo các ngươi. Nói xong, cửu u kiếm vũ sau lưng Dương Diệp vỗ mạnh, hắn biến mất tại chỗ. Hắn tin tưởng cô gái che mặt sẽ chờ hắn, bởi vì đám nhân ngư tộc kia chưa rời đi muốn đối phó nhân ngư tộc, người của Vân Hải Thương Hội phải dựa vào hắn. Không chung, Nguyên Ngạn nhìn Dương Diệp trước mắt, hắn sững sờ, gia hỏa này đang tự tìm đường chết. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt của hắn thay đổi, bởi vì trước mặt có ba người áo đen xuất hiện. Xíu, yêu yêu. Phước tiên thằng xuyên thấu không gian, sau đó xuất hiện trước mặt của Nguyên Ngạn, sắc mặt Nguyên Ngạn biến hóa, hắn cũng không dám đối kháng đạo khí, lúc hắn đang chuẩn bị tránh ra, lúc này không gian chung quanh hắn cứng lại, sắc mặt Nguyên Ngạn biến hóa, đương nhiên hắn biết rõ, đây là không gian tù lung, nhưng lại không phải một đạo không gian tù lung. Chỉ bằng không gian tù lung trình độ này muốn giam cầm chính mình. Trong nội tâm Nguyên Ngạn khinh thường, đôi tay đẩy mạnh về phía trước, keng. Âm thanh giống như thủy tinh nghiền nát, không gian tù lung của ba người bị phá ngay lập tức, hắn cũng đánh ra một chưởng vào phước tiến thắng. Đúng vào lúc này, đồng tử của Nguyên Ngạn co rút lại, trên mặt xuất hiện thân thái ngưng trọng chưa từng có. Bởi vì chung quanh hắn xuất hiện bốn thanh kiếm không ngừng kết nối với nhau, cũng vậy hắn vào bên trong. Với nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhận ra bốn thanh kiếm này là đạo khí, hơn. Nữa bốn thanh kiếm hiện tại còn tạo thành kiếm trận, hắn có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn có bao nhiêu đạo khí? Nguyên Ngạn tức giận mắng trong lòng, hắn không dám chủ quan chút nào, huyền khí trong cơ thể tuôn ra, hắn đang chuẩn bị ra tay, đột nhiên bốn thanh đạo khí chung quanh hắn lóe sáng, ngay sau đó có vô số đạo kiếm quang hiện ra và vây hắn vào giữa, sắc mặt Nguyên Ngạn thay đổi. Hủy diệt kiếm trận. Ngoài kiếm trận còn có tiếng hét phẫn nộ của Dương Diệp. Sắc mặt của Dương Diệp trắng bệch, trong mắt hắn xuất hiện một tia tàn nhẫn. Quần áo trong cơ thể của hắn xuất hiện một tấm màn mỏng màu vàng. Khi giọng nói của Dương Diệp vang lên, kiếm quang quay quanh Nguyên Ngạn dừng lại đột ngột, sau một khắc, kiếm quang bộc phát hào quang vô cùng mạnh mẽ, không gian chung quanh Nguyên Ngạn bị phá diệt, vô số khe hở đen kịt xuất hiện, từ đó lộ ra khí lưu màu đen làm người ta sợ hãi. Dương Diệp gật đầu, hắn đồng ý cách nói của kiếm linh. Tuy hắn hiện tại có thể chém giết cường giả tôn giả cảnh, nhưng hắn đều dựa vào đạo khí và kiếm nô, nếu như không có đạo khí và kiếm nô, hắn tuyệt đối có thể đánh chết tôn giả cảnh, cho dù là cường giả tôn giả cảnh bình thường. Cho nên, như kiếm linh nói,
hắn nhất định phải mau chóng đột phá tôn giả cảnh. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó hắn ngồi xuống hấp thu năng lượng thạch siêu phẩm trong ngực. Tuy hắn muốn đạt tới tôn giả cảnh, hắn cũng cần tiến dần từng bước mới được. Năng lượng trong năng lượng thạch siêu phẩm cực kỳ tinh thuần, từng tia linh khí không ngừng rót vào trong cơ thể Dương Diệp. Sau khi tiến vào trong cơ thể, linh khí trải qua rèn luyện, đào thải, tinh luyện, cuối cùng hóa thành huyền khí rót vào trong kinh mạch của hắn. Cơ thể của hắn lúc trước đã khô cạn, hiện tại huyền khí tiến vào cơ thể, thân thể đã sinh động hơn trước. Thần thái trong đôi mắt Nguyên Ngạn dần dần biến mất, trước khi chết, trong mắt của hắn vẫn còn mang theo thần thái không cam lòng. Nhìn thấy Nguyên Ngạn đã chết, nội tâm Dương Diệp thả lỏng, khởi động nhân hoàng giáp đã tiêu hao hết huyền khí trong cơ thể của hắn, khá tốt hắn có dự kiến trước, thời điểm khởi động kiếm trận, hắn đã bắt đầu hấp thu một viên năng lượng thạch siêu phẩm, cho nên hắn mới không rơi vào trạng thái tê liệt toàn thân giống như lúc trước. Nghĩ đến dáng vẻ chật vật khi đánh chết Đinh Tượng lúc trước, Dương Diệp thầm mắng mình đồ đần. Bởi vì nếu như hắn lúc đó có kế hoạch tốt giống như lần này, lúc ấy chắc chắn sẽ không chật vật như vậy. Oanh! Nguyên Ngạn xuất trưởng đánh vào ngực Dương Diệp, Dương Diệp không chút sức mẻ, nụ cười trên môi của Nguyên Ngạn cứng lại, trong mắt mang theo cảm giác khó tin, Dương Diệp cũng cười tươi hơn trước, bởi vì Dương Diệp biết rõ, hủy diệt kiếm trận của hắn căn bản không thể đánh chết Nguyên Ngạn, nhiều nhất chỉ có thể làm đối phương trọng thương, phải biết rằng, Nguyên Ngạn còn mạnh hơn Đinh Tượng vài phần. Cho nên, khi thi triển hủy diệt kiếm trận, hắn cũng đã khởi động nhân hoàng giáp. Nguyên Ngạn không kịp nghĩ nhiều, bản năng bảo hắn tránh né, mà lúc này, phược tiên thằng trên cánh tay Dương Diệp giống như rắn quấn lấy người hắn. Huyền khí trong cơ thể của hắn yên tĩnh lại, Nguyên Ngạn kinh hãi gần chết, mà lúc này, sau lưng hắn xuất hiện tia sáng màu đỏ, cùng lúc đó, một đạo hàn quang xẹt qua lưng của Nguyên Ngạn. Trên mặt Dương Diệp lộ ra thần sắc nhẹ nhõm, trái lại, sắc mặt của hắn vô cùng ngưng trọng. Đi chết đi! Đúng lúc này, Nguyên Ngạn lao ra khỏi kiếm quang, hắn đã xuất hiện trước mặt Dương Diệp, hắn xuất trưởng đánh thẳng vào ngực Dương Diệp, trên bàn tay của hắn còn mang theo trưởng mang đáng sợ. Nguyên Ngạn lúc này hơi chật vật, quần áo toàn thân bị kiếm quang gọt nát, từng mảng da thịt lộ ra, trên làn da của hắn còn đầy vết kiếm cắt ngang. Trên mặt Nguyên Ngạn hiện tại còn mang theo nụ cười khoái ý. Bởi vì khoảng cách gần như vậy, đừng nói Dương Diệp, cho dù là cường giả cùng giai với hắn cũng không có khả năng tránh né, bởi vì như thế, Dương Diệp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Diệp vừa chết, đạo khí trên người Dương Diệp, còn có thiên địa linh vật đều thuộc về hắn. Có những đạo khí này ở đây, trong cường giả tôn giả cảnh, hắn có thể xưng là vô địch. Nghĩ vậy, nụ cười trên mặt Nguyên Ngạn càng sáng lạn hơn trước. Nguyên Ngạn không có chú ý tới, khóe môi của Dương Diệp cong lên, hắn lúc này cũng nở nụ cười vui vẻ. Oanh! Nguyên Ngạn xuất trưởng đánh vào ngực Dương Diệp không chút sức mẻ, nụ cười trên môi của Nguyên Ngạn cứng lại, trong mắt mang theo cảm giác khó tin, Dương Diệp cũng cười tươi hơn trước, bởi vì Dương Diệp biết rõ, hủy diệt kiếm trận của hắn căn bản không thể đánh chết Nguyên Ngạn, nhiều nhất chỉ có thể làm đối phương trọng thương, phải biết rằng, Nguyên Ngạn còn mạnh hơn Đinh Tượng vài phần. Cho nên, khi thi triển hủy diệt kiếm trận, hắn cũng đã khởi động nhân hoàng giáp. Nguyên Ngạn không kịp nghĩ nhiều, bản năng bảo hắn tránh né, mà lúc này, phược tiên thằng trên cánh tay Dương Diệp giống như rắn quấn lấy người hắn. Huyền khí trong cơ thể của hắn yên tĩnh lại, Nguyên Ngạn kinh hãi gần chết, mà lúc này, sau lưng hắn xuất hiện tia sáng màu đỏ, cùng lúc đó, một đạo hàn quang xẹt qua lưng của Nguyên Ngạn. Thần thái trong đôi mắt Nguyên Ngạn dần dần biến mất, trước khi chết, trong mắt của hắn vẫn còn mang theo thần thái không cam lòng. Nhìn thấy Nguyên Ngạn đã chết, nội tâm Dương Diệp thả lỏng, khởi động nhân hoàng giáp đã tiêu hao hết huyền khí trong cơ thể của hắn, khá tốt hắn có dự kiến trước, thời điểm khởi động kiếm trận, hắn đã bắt đầu hấp thu một viên năng lượng thạch siêu phẩm, cho nên hắn mới không rơi vào trạng thái tê liệt toàn thân giống như lúc trước. Nghĩ đến dáng vẻ chật vật khi đánh chết Đinh Tượng lúc trước, Dương Diệp thầm mắng mình đồ đần. Bởi vì nếu như hắn lúc đó có kế hoạch tốt giống như lần này, lúc ấy chắc chắn sẽ không chật vật như vậy. Lắc đầu, Dương Diệp triệu hoán kiếm linh ra ngoài, sau đó giao thi thể Nguyên Ngạn cho kiếm linh, thực lực Nguyên Ngạn không tệ, phi thường thích hợp chế tác kiếm nô. Tuy hiện tại hắn không có biện pháp thu phục chiếm được, nhưng hắn tin tưởng, mình chắc chắn sẽ làm được. Nhanh đột phá tới tôn giả cảnh đi, người đạt tới tôn giả cảnh, trên đời này, trừ hoàng giả cảnh, có lẽ không có cường giả tôn giả cảnh nào có thể đánh chết ngươi. Mà đạt tới tôn giả cảnh, người có thể thu phục càng nhiều kiếm nô hơn nữa,
Tóm lại, khi đạt tới tôn giả cảnh, lúc đó nhân hoàng cũng không có biện pháp ám toán ngươi như lúc trước. Kiếm Linh nói. Dương Diệp gật đầu, hắn đồng ý cách nói của Kiếm Linh. Tuy hắn hiện tại có thể chém giết cường giả tôn giả cảnh, nhưng hắn đều dựa vào đạo khí và kiếm nô, nếu như không có đạo khí và kiếm nô, hắn tuyệt đối có thể đánh chết tôn giả cảnh, cho dù là cường giả tôn giả cảnh bình thường. Cho nên, như Kiếm Linh nói, hắn nhất định phải mau chóng đột phá tôn giả cảnh. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó hắn ngồi xuống hấp thu năng lượng thạch siêu phẩm trong ngực. Tuy hắn muốn đạt tới tôn giả cảnh, hắn cũng cần tiến dần từng bước mới được. Năng lượng trong năng lượng thạch siêu phẩm cực kỳ tinh thuần, từng tia linh khí không ngừng rót vào trong cơ thể Dương Diệp. Sau khi tiến vào trong cơ thể, linh khí trải qua rèn luyện, đào thải, tinh luyện, cuối cùng hóa thành huyền khí rót vào trong kinh mạch của hắn. Cơ thể của hắn lúc trước đã khô cạn, hiện tại huyền khí tiến vào cơ thể, thân thể đã sinh động hơn trước. Cứ như vậy, trôi qua nửa canh giờ, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp đã khôi phục gần đủ. Không chỉ khôi phục huyền khí, Dương Diệp còn phát hiện, hắn đã tăng lên một phẩm, đạt tới linh giả cảnh tam phẩm, hắn còn ẩn ẩn muốn đột phá linh giả cảnh tứ phẩm nhưng bị áp chế xuống. Cho dù hắn muốn mau chóng đột phá tới tôn giả cảnh, nhưng hắn cũng không muốn căn cơ bất ổn, thực lực tăng lên quá nhanh, cuối cùng vẫn có tai họa ngầm, đặc biệt hắn từng vận chuyển bí pháp tăng cảnh giới. Lần kia, hắn cảm giác được, mặc dù không xúc phạm tới căn cơ của hắn, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có ảnh hưởng. Cho nên, tiến dần từng bước mới là chính đạo, phải đánh chắc căn cơ mới là trọng yếu nhất. Lần này trừ có thêm kiếm nô và thực lực tăng lên một phẩm, Dương Diệp còn có thu hoạch khác, hắn đạt được trong tay Nguyên Ngạn một bản huyền kỹ thiên giai hạ phẩm cự linh thủ. Hắn rất thỏa mãn với uy lực của cự linh thủ, phải biết rằng, Nguyên Ngạn lúc trước dùng chiêu này đánh tan công kích của hải hạm. Tuy không phải kiếm kỹ, nhưng vẫn có thể dùng. Thu lấy đồ vật, Dương Diệp không dừng lại. Cửu U kiếm vũ sau lưng vỗ nhẹ, hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ. Trên hải hạm của Vân Hải Thương Hội. Tỷ, Dương Diệp thật sự có khả năng đi chém giết Nguyên Ngạn hay sao? Bên cạnh cô gái che mặt, Diệp Lương Thần đã tỉnh táo hỏi thăm. Sau khi Diệp Lương Thần tỉnh lại, nhìn thấy nữ tử nhân ngư tộc vẫn còn, hắn đã mừng rỡ như điên. Sau khi biết nguyên nhân nhờ có Dương Diệp, hảo cảm của hắn về Dương Diệp đã tăng lên rất lớn. Hẳn là thế. Cô gái che mặt có phần không xác định, trung thực, Dương Diệp hoàn toàn phá vỡ định nghĩa thiên tài yêu nghiệt trong lòng nàng. Linh giả cảnh chém giết tôn giả cảnh, cho dù đặt tại trung vực, người có thể làm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như Dương Diệp thật sự chém giết tôn giả cảnh lục phẩm Nguyên Ngạn, như vậy, việc này không phải hai chữ yêu nghiệt có thể hình dung. Ban đầu ta cảm thấy mình không thắng được hắn cũng có thể chiến ngang tay, không nghĩ tới, chênh lệch giữa ta và hắn lại lớn như vậy. Thật sự đủ đả kích người khác. Diệp Lương Thần thở dài. Thân là người trung vực, hắn đã xem thường huyền giả vực khác bên ngoài trung vực. Cho nên, cho dù biết rõ Dương Diệp đã trở thành kiếm hoàng, hắn cũng không quan tâm. Thẳng đến khi giao thủ, hắn mới phát hiện, chênh lệch giữa hắn và Dương Diệp quá lớn. Người nọ rất mạnh, cho dù là trong nhân ngư tộc chúng ta, không, có lẽ là đỉnh cấp trong toàn bộ hải tộc. Hồng Ngữ bên cạnh Diệp Lương Thần nói. Nhưng người đừng tức giận, dù ngươi có chênh lệch với hắn nhưng mà còn chưa tới tình trạng tuyệt vọng, ngươi nên dùng hắn làm mục tiêu, cố gắng đuổi theo hắn, như vậy, người mới có thể càng ngày càng mạnh. Diệp Lương Thần cười cười, hắn cầm tay Hồng Ngữ, nói. Yên tâm, ta sẽ không bị đả kích. Hồng Ngữ mỉm cười, bàn tay cũng nắm chặt tay Diệp Lương Thần, trong mắt tràn đầy nhu tình. Tiểu thư, chúng ta thật sự phải chờ hắn sao? Nhìn cô gái che mặt bên cạnh. Lão giả cầm kiếm nói. Hắn là tử địch với La Tuấn, chúng ta không nên cuốn vào ân oán của bọn họ. Cô gái che mặt nói. Đã trễ, lúc chúng ta mở trận pháp đối phó đám người Thiên Ma Tông thì trễ rồi. Hiện tại, chúng ta và hắn là người cùng thuyền. Chúng ta có thể giải thích với nhân hoàng. Lão giả nói. Ngươi cho rằng hắn có tin hay không? Cô gái che mặt nói. Hơn nữa. Có tin hay không cũng không có gì ý nghĩa. Có lấy cớ này, chúng ta muốn thần phục hắn, hắn cũng sẽ ra tay đối phó Vân Hải Thương Hội. Chúng ta đã không có khả năng bảo trì trung lập. Nghe vậy, lão giả lắc đầu, Vân Hải Thương Hội vốn bảo trì trung lập, không cuốn vào ân oán giữa Nhân Hoàng và Nam Vực, nhưng bọn họ trợ giúp Dương Diệp lần này, tuy là bị ép, nhưng La Tuấn sẽ quản việc này sao? Tiểu thư nhà mình nói đúng,
Vân Hải Thương hội không có khả năng tiếp tục bảo trì trung lập. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện trên bầu trời, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy Dương Diệp, sắc mặt mọi người biến hóa. Dương Diệp, người đã giết Nguyên Ngạn. An Tiểu Nam nhẹ giọng hỏi. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp không có trả lời An Tiểu Nam, hắn nhìn về phía cô gái che mặt, nói. Diệp cô nương, chúng ta còn bao lâu mới tới trung vực? Cô gái che mặt liếc mắt nhìn phía trước, nói. Nếu như đám nhân ngư tộc chung quanh không ngăn cản chúng ta, tối đa 3 giờ nữa là tới trung vực. Nhưng nếu như những nhân ngư tộc kia ra tay với chúng ta sẽ bị kéo dài 1-2 ngày. Bởi vì bọn họ có thể ảnh hưởng tới thủy vực và chế tạo phong bạo. Dương Diệp vung tay phải lên, 300 viên năng lượng thạch cực phẩm xuất hiện trước mặt cô gái che mặt, nói. Toàn lực gia tốc, sử dụng trận pháp mở đường, dùng sức công kích cho ta. Nói xong, thân hình Dương Diệp biến mất, hắn bay lên không trung, nói. Diệp cô nương, cho người của người giúp ta ngăn cản một ít hải thú tôn giai, ta muốn nấu chết đám hải thú này. Cô gái che mặt sững sờ, không biết Dương Diệp muốn làm gì, nàng cũng không cự tuyệt, cô gái che mặt gật đầu với người sau lưng, đám người sau lưng lập tức bay lên không trung. Thấy thế, Dương Diệp lật tay phải một cái, U Minh Quỷ Hỏa xuất hiện trong tay hắn, hắn nhìn đám hải thú phương xa, trong mắt Dương Diệp xuất hiện một tia hung ác, phải tay nắm lấy U Minh Quỷ Hỏa và ném mạnh vào mặt biển. Hôm nay, lão tử sẽ nấu các ngươi, ai bảo các ngươi đi làm chó cho La Tuấn. U Minh Quỷ Hỏa rơi vào trong nước biển đã lan tràn nhanh chóng, không đến 2 giây sau, phạm vi trăm trượng chung quanh hóa thành biển lửa, nước biển lập tức sôi trào. Những nhân ngư tộc cấp bậc thấp đều bị nấu chết, hải thú sống sót kinh hãi gần chết, bọn chúng vội vàng chạy vào trong biển sâu. Chung quanh là tiếng kêu rên vang vọng thấu trời. Nhìn biển lửa xuất hiện, sắc mặt người Vân Hải Thương hội ngưng trọng, ánh mắt kiêng kỵ nhìn Dương Diệp. Cô gái che mặt cũng khiếp sợ, nàng nói. Kiếm hoàng, một kiếm phá vạn pháp, vô địch cùng giai. Trước kia nàng có phần không tin, đặc biệt là thời gian kiếm hoàng xuất hiện tại Nam Vực. Nhưng hiện tại, nàng không thể không tin. Ca ca của ta không đánh lại người này. Nhìn Dương Diệp đang lơ lửng trên bầu trời, An Tiểu Nam thấp giọng lẩm bẩm một câu. Cường giả Vân Hải Thương hội bên cạnh Dương Diệp cũng khiếp sợ không nhỏ, ngay cả vài tên cường giả tôn giả cảnh cũng như thế. Bởi vì bọn họ cảm giác được nguy hiểm rất mạnh trên người Dương Diệp. A, nhân loại, ta giết ngươi. Đúng lúc này, nam tử nhân ngư tộc cầm xiên gầm lên giận dữ, vài tên hải thú tôn giai bên cạnh hắn đều lao thẳng về phía Dương Diệp. Dương Diệp cũng không liều mạng với bọn họ, việc này không có ý nghĩa. Tay phải khẽ vẫy, U Minh Quỷ Hỏa hóa thành một đám hỏa diễm nhỏ bé chui vào cơ thể của hắn. Thân hình khẽ động, Dương Diệp đáp xuống hải hạm. Liếc mắt nhìn cô gái che mặt, nữ tử hiểu ý, nàng khởi động trận pháp lần nữa, hơn 10 tia sáng bay lên trời, nam tử nhân ngư tộc kinh hãi, hắn không dám ngạnh kháng nên vội vàng trốn tránh, hai hải thú tôn giai bên cạnh lại không có thực lực như hắn, cho nên chúng bị chùm sáng đánh chết tại chỗ. Nhìn tộc nhân của mình vẫn lạc, đôi mắt của nam tử nhân ngư tộc như muốn phóng hỏa, hắn lại không dám tới gần hải hạm, chỉ có thể dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Dương Diệp dò xét hải hạm, không thể không nói, hải hạm đúng là một thứ tốt, có thể dễ dàng chém giết cường giả tôn giả cảnh, chính mình có nên mua một chiếc hay không? Hắn nhanh chóng chối bỏ ý nghĩ của mình, bởi vì hắn muốn thứ này cũng không dùng được, bởi vì thứ này chỉ có thể dùng trên biển. Diệp cô nương, loạn ma hải vực có nhiều hải hạm như vậy không? Dương Diệp hỏi, cô gái che mặt gật đầu nói, cả loạn ma hải vực có khoảng vạn chiếc. Nhiều như vậy. Dương Diệp kinh ngạc nói, hơn vạn, nếu như hơn vạn chiếc hải hạm cùng khởi động trận pháp, hắn không cảm tưởng sẽ khủng bố như thế nào. Cô gái che mặt nói, ta biết rõ ý tứ của Dương Công Tử, kỳ thật Dương Công Tử có chút khả năng không nghĩ tới, hải hạm tuy khủng bố nhưng nó tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố, cho dù là một ít đại tông môn cũng không dùng nổi hải hạm này. Cho nên, mặc dù loạn ma hải vực có rất nhiều hải hạm, nhưng cũng không khủng bố. Bởi vì không có thế lực nào khởi động trận pháp của nó, giống như chúng ta dùng hết 1.000 viên năng lượng thạch cực phẩm, trăm năm qua, chúng ta là người đầu tiên. Dương Diệp gật gật đầu, đúng thế, nếu như không phải hắn có kỳ ngộ, đạt được bảo tàng trên vạn năm của Bạch Long, đánh chết hắn cũng sẽ không khởi động trận pháp của hải hạm, điều này thật sự quá đốt năng lượng thạch cực phẩm. Đơn giản một chút,
rất nhiều thế lực và tông môn mua nổi hải hạm nhưng không dùng nổi. Dương Diệp trầm ngâm một lúc, lại hỏi. Diệp cô nương, thế lực nào nhiều hải hạm nhất loạn ma hải vực này? Đinh gia, cô gái che mặt nói. Bọn họ khống chế 8 phần hải hạm của loạn ma hải vực, tại loạn ma hải này, bọn họ là bá chủ chính thức. Đinh gia sao? Dương Diệp hiện tại tin tưởng lời Đinh Thực Dược nói lúc trước. Đinh Thực Dược lúc trước nói Đinh gia nguyện ý ngăn cản quân đội bình thường của đỉnh Hán đế quốc binh đi qua loạn ma hải vực. Đúng thế, nhiều hải hạm như vậy, tuy cần đại lượng năng lượng thạch cực phẩm, nhưng dùng thực lực và nội tình của Đinh gia cũng có thể khởi động mấy lần, việc này không có vấn đề gì. Đối với quân đội bình thường mà nói, đừng nói mấy lần, bọn họ không chịu nổi một lần như thế. Dương công tử lần này đi trung vực, mục đích chính là vì di tích thánh giả tại man hoang chi địa. Đột nhiên cô gái che mặt nói. Dương Diệp kinh ngạc, nói tại sao Diệp cô nương biết. Cô gái che mặt trầm ngâm, nói. Dương công tử cũng biết, trung vực chính là địa bàn của đỉnh Hán. Đế quốc, hơn nữa ba tông môn cửu phẩm của trung vực đã dựa sát vào đỉnh Hán đế quốc, còn lại một ít siêu cấp thế gia cũng có xu thế dựa vào đỉnh Hán đế quốc. Dương công tử bước vào trung vực, có thể nói đối địch với cả thế giới. Thứ cho ta nói thẳng. Dùng thực lực Dương công tử bây giờ, sau khi tiến vào trung vực sẽ khó đi nửa bước. Dương Diệp trầm mặc, kỳ thật hắn làm sao không biết tình huống khó khăn hiện tại chứ. Nhưng hắn không có biện pháp, hắn vẫn phải tiếp tục tiến lên. Tuy không ý kỵ, nhưng mà hắn phi thường rõ ràng, có cái gì đang chờ đợi hắn tiến vào trung vực, nhất định còn khủng khiếp gấp trăm lần việc bị đuổi giết lúc trước. Nhưng tính sao? Dương Diệp nói. Diệp cô nương nói ta đồng ý, nhưng mà... chẳng lẽ ta hiện tại phải quay đầu trở về hay sao? Mặc kệ phía trước có cái gì đang đợi ta, ta sẽ quyết chí tiến lên. Đều nói nhân hoàng xuất, vạn vực phục, hắn là người phát ngôn của thiên địa, Dương Diệp ta lại không phục, ta rất muốn xem nhân hoàng cười đến cuối cùng hay là Dương Diệp ta cười đến cuối cùng. Đúng thế. Lúc này, đột nhiên An Tiểu Nam vỗ tay một cái, nói. Dương ma đầu, người nói đúng, ta cũng nhìn La Tuấn không thoải mái, cái gì nhân hoàng? Hắn chỉ là tiểu nhân hèn hạ. Nếu như hắn đường đường chính chính đến đánh bại ngươi, ta còn có thể bội phục hắn, nhưng hắn dùng biện pháp hạ lưu này giết ngươi, ta cho rằng hắn không là gì cả, khá tốt gia gia của ta lúc trước không đáp ứng hợp tác với hắn. Dương ma đầu, khóe miệng của Dương Diệp co giật, nữ nhân này thật sự xem hắn thành ma đầu. Nghĩ lại cũng phải, từ hành vi hắn làm cũng không giảng đúng sai, chẳng phải rất giống tác phong của ma đầu trong truyền thuyết hay sao? Cô gái che mặt do dự một lúc, sau đó nói. Nếu như Dương công tử nguyện ý, sau khi đến trung vực, có thể đến Diệp gia ta tạm lánh một chút. Tuy Diệp gia ta không bằng đỉnh Hán đế quốc, nhưng Diệp gia ta cũng không phải người nào cũng có thể tùy tiện bóp nắn. Nàng vốn muốn bỏ qua quan hệ với Dương Diệp, dù sao nàng cũng không muốn đắc tội với đỉnh Hán đế quốc, nhưng suy nghĩ lại, nàng vẫn quyết định lấy lòng Dương Diệp, bởi vì nàng cảm thấy nhân hoàng chưa hẳn có thể diệt trừ Dương Diệp. Nếu một khi Dương Diệp không chết, hắn phát triển đến cực điểm, đến lúc đó, Diệp gia sẽ có giao tình với siêu cấp cường giả. Đối với cô gái che mặt lấy lòng, Dương Diệp cảm thấy ngạc nhiên, biết rõ địch nhân của hắn là đỉnh Hán đế quốc, nữ nhân này còn dám lấy lòng hắn, không thể không nói, đối phương đúng là có phách lực. Nói, ta tâm lĩnh hảo ý của Diệp cô nương, nếu hiện tại ta tới Diệp gia, đối với ta và Diệp gia đều không có chỗ tốt gì. Hơn nữa, ta phải nhanh chóng đi tới di tích thánh giả. Cô gái che mặt còn muốn nói điều gì, lúc này, lão giả sau lưng nàng nói. Tiểu thư, đã đến trung vực. Nghe vậy, Dương Diệp đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy một kiến trúc to lớn xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Bành! Cửu U kiếm vực xuất hiện sau lưng Dương Diệp. Dương Diệp biết rõ, chỉ sợ trên bờ có không biết bao nhiêu người đang chờ hắn. Không có biện pháp. Hắn nhất định phải trốn chạy để khỏi chết lần nữa. Mặc dù có chút biệt khuất, nhưng ai bảo đây là địa bàn của người ta chứ? Đúng lúc này, đột nhiên cô gái che mặt lấy ra một tờ phù lục và một quyển gia cừu đưa tới trước mặt Dương Diệp, nói. Dương công tử, đây là truyền tống phù thượng phẩm và đại đồ trung vực, có hai thứ này, đối với Dương công tử bây giờ mà nói, có lẽ chúng có chút tác dụng. Dương Diệp nhìn nữ tử này, sau đó mỉm cười, hắn cũng không cự tuyệt. Tiếp nhận đồ vật và nói. Ta sẽ nhớ kỹ phần nhân tình này. Cô gái che mặt nói. Dương công tử bảo trọng. Dương Diệp gật đầu,
thân hình khẽ động, hắn phá không bay đi, đúng lúc này, đột nhiên có mười mấy bóng người xuất hiện trên bờ, mười mấy bóng người này lao nhanh về phía Dương Diệp. Mười mấy người kia đều là cường giả tôn giả cảnh, hơn nữa có năm người trong đó đều vượt qua tôn giả cảnh ngũ phẩm. Dương Diệp nheo mắt, La Tuấn thật sự bố trí thiên la địa võng chờ hắn. Dương Diệp không do dự, hắn bóp nát truyền tống phù thượng phẩm trong tay, ngay sau đó hắn biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp vừa biến, mất, hơn 10 cường giả tôn giả cảnh đã xuất hiện tại vị trí Dương Diệp vừa đứng. Đáng chết, hắn lại có truyền tống phù. Một người trung niên tức giận mắng, giết Dương Diệp sẽ có 1000 năng lượng thạch cực phẩm, hiện tại đã không còn, hắn không thể không tức giận. Rất nhanh, hắn dõi mắt nhìn sang đám người Vân Hải Thương Hội, trong mắt hắn hiện ra hung quang, lúc hắn chuẩn bị ra tay, đột nhiên một cường giả tôn giả cảnh bên cạnh ngăn cản hắn, nói. Đây là hải hạm của Vân Hải Thương Hội, đừng xúc động, bằng không sẽ trêu chọc lão điên của Diệp gia, chúng ta không sống nổi. Nghe thấy là Vân Hải Thương Hội, trung niên nheo mắt, sát ý trong mắt biến mất không thấy gì nữa, nói. Có lẽ Dương Diệp còn chưa đi bao xa, chúng ta tách đi tìm, với tốc độ của chúng ta nhất định có thể đuổi kịp hắn. Tách ra tìm hắn, một cường giả trong đó nói. Nghe đồn người này có chém giết cường giả tôn giả cảnh. Chúng ta tách ra tìm, có phải? Ngươi cũng tin việc này. Tong Nhiên tức giận nói. Linh giả cảnh chém giết tôn giả cảnh. Ngươi cho rằng hắn là kiếm tông tổ sư năm đó sao? Ta tin thực lực của hắn không tệ, nhưng muốn nói hắn có thể chém giết tôn giả cảnh, đánh chết ta cũng không tin, đoán chứng chỉ là nghe nhầm đồn bậy, từ đó thổi phồng thanh danh của hắn lên mà thôi. Nghe vậy, mấy người suy nghĩ một lúc cũng cảm thấy rất đúng, đúng vậy. Dùng thực lực linh giả cảnh nhị phẩm chém giết tôn giả cảnh, việc này quá mức khó tin. Dù sao bọn họ chưa từng nhìn thấy tận mắt. Thân thể mấy người lóe sáng, lúc này bọn họ bay sang các phương hướng khác, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trên biển. Trên hải hạm, Diệp Lương Thần nói. Tỷ, hình như những người này là tán tu, xem ra La Tuấn đã tuyên bố lệnh truy nã Dương Diệp tại trung vực. Cô gái che mặt gật đầu, nàng không nói gì. Qua khoảng nửa khắc đồng hồ. Tin tức kiếm hoàng Dương Diệp đi vào trung vực truyền khắp cả trung vực giống như ôn dịch, rất nhiều cường giả tán tu tại trung vực, trừ cường giả tôn giả cảnh ra, còn có linh giả cảnh, vương giả cảnh, thậm chí tiên thiên cảnh đều tìm kiếm Dương Diệp. Bởi vì tiền thù lao mà đỉnh Hán đế quốc truy nã Dương Diệp là 1000 miếng năng lượng thạch cực phẩm tăng lên 3000 viên, trong đó có 2 huyền kỹ thiên giai hạ phẩm và 1 kiện huyền bảo thiên giai hạ phẩm. Cả trung vực đều sôi trào khi Dương Diệp đến. Dương Diệp có thanh danh rất lớn tại Nam Vực, không người không biết, không người không kiêng kỵ. Nhưng mà tại Trung Vực, rất nhiều người không biết Dương Diệp, phải nói không biết thực lực chân chính của Dương Diệp. Mặc dù biết Dương Diệp là kiếm hoàng, nhưng các huyền giả Trung Vực xem ra, dù sao Dương Diệp chỉ là huyền giả linh giả cảnh, cho dù có yêu nghiệt thì yêu nghiệt tới mức nào. Đỉnh Hán đế quốc khai ra ban thưởng quá mê người, rất nhiều người căn bản không cách nào cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt. Đặc biệt là những huyền giả tán tu, đối với bọn họ mà nói đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp, chỉ cần giết Dương Diệp, vận mệnh của bọn họ sẽ dần dần cải biến. Vì vậy, vô số tán tu bắt đầu tìm kiếm Dương Diệp khắp nơi. Không chỉ có tán tu, cho dù một ít thế gia và tông môn cũng động tâm. 3000 năng lượng thạch cực phẩm, đối với đỉnh Hán đế quốc mà nói đây là việc không coi vào đâu, nhưng đối với những thế gia và một ít tông môn mà nói lại là tài phú không nhỏ. Trọng yếu nhất chính là chỉ cần giết một linh giả cảnh là có được tài phú này. Linh giả cảnh, đây là con sâu cái kiến, có thể tiêu diệt trong nháy mắt. Dương Diệp cảm giác trời đất quay cuồng, đầu óc hơi hôn mê, không biết trôi qua bao lâu, loại cảm giác này mới biến mất. Mở hai mắt ra, Dương Diệp sững sờ, đây là nơi quỷ quái gì? Lúc này Dương Diệp đang ở trong gian phòng tràn ngập hương thơm, nhìn màn trường màu hồng phấn một lần. Dương Diệp đã biết rõ, đây là khuê phòng nữ tử. Truyền tống tới căn phòng nữ tử, Dương Diệp lập tức im lặng, chẳng lẽ mình đào hoa mạnh như vậy? Dương Diệp cũng không muốn bị người ta cho rằng là hái hoa tặc, hắn. Quay người muốn rời đi, nhưng đúng lúc này, đột nhiên ngoài cửa có âm thanh vang lên, Dương Diệp giật mình, hắn không thể dừng lại. Uyển Nhi, Trần Ngọc tuổi còn trẻ đã đạt tới linh giả cảnh thất phẩm, càng là đệ tử chân truyền của Thiên Lam Tông. Không nói tại Vô Cần Thành của chúng ta, cho dù là cả trung vực, phải nói so với toàn bộ huyền giả đại lục cũng là thiên tài nổi danh. Người gả cho hắn,
về sau chờ hắn trở thành cường giả tôn giả cảnh sẽ nắm giữ Trần gia, vậy ngươi chính là chủ mẫu Trần gia. Người tốt và điều kiện tốt như thế, tại sao người bỏ qua? Ngoài cửa, một nam tử trung niên tận tình khuyên bảo một nữ tử. Nữ tử ước chừng 20 tuổi, đang mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, tóc xanh như thác nước bao phủ bờ vai. Dáng người cực đẹp nhưng lại cho người ta cảm giác nàng yếu ớt. Nghe thấy nam tử trung niên nói chuyện, nữ tử không có trả lời, nàng hơi cau mày. Nam tử trung niên lại khuyên nhủ. Uyển Nhi, Trần Ngọc đã có mối tình thắm thiết với ngươi, ngươi gả cho hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi. Hơn nữa, ngươi gả cho hắn, Lâm gia chúng ta cũng được bảo đảm tại Vô Cần Thành, không có người nào dám khi dễ chúng ta. Lâm Uyển Nhi im lặng như trước, hai tay nắm chặt trong làn váy. Nam tử trung niên thấp giọng thở dài, do dự hỏi. Uyển Nhi, có phải người có người yêu mến hay không? Dám. Đúng lúc này, một thanh niên mặc hoa bào xuất hiện trước cửa lớn. Nhìn thấy nam tử mặc hoa bào, trong mắt Lâm Uyển Nhi xuất hiện vẻ sợ hãi, nàng vô ý thức lui về phía sau hai bước. Trần công tử, sao ngươi tới đây? Trung niên nhân sững sờ, sau đó cười nói. Trần Ngọc đi đến trước mặt hai người, không có để ý nam tử trung niên, nhìn Lâm Uyển Nhi nói. Uyển Nhi, người vẫn trốn tránh ta, có phải người có người yêu mến hay không? Hiển nhiên Lâm Uyển Nhi e ngại nam tử trước mặt này, nàng lui về phía sau hai bước, cũng không dám đối mặt với người này. Trần Ngọc tức giận, nói. Uyển Nhi, người cũng biết rõ tình ý của ta, nếu như ta phát hiện người phản bội ta, ta sẽ giết ngươi. Lâm Uyển Nhi càng nắm chặt bàn tay, thân thể run nhẹ nhẹ. Trần Ngọc cười nói. Tốt, Uyển Nhi, hôm nay ta tới nói cho ngươi biết, hôn kỳ của chúng ta đã trì hoãn. Ngươi cứ ở nhà chờ đi, chờ ta xong việc sẽ cưới ngươi. Trì hoãn. Nam tử trung niên khó hiểu nói. Trần công tử, vì cái gì? Trần Ngọc nói. Bá phụ có lẽ nghe qua Dương Diệp chứ? Kiếm hoàng Dương Diệp, như thế nào? Trung niên nhân khó hiểu nói. Trần Ngọc khinh thường nói. Cái gì kiếm hoàng, chỉ là kiếm tu dế nhũi mà thôi. Hắn có thể xưng hoàng xưng bá tại Nam vực, đi vào Trung vực, hắn không là cái gì cả. Ta chỉ hiếu kỳ, vì sao đỉnh Hán đế quốc lại ra thù lao cao để giết Dương Diệp, nhưng cũng không sao cả, dùng danh dự của đỉnh Hán đế quốc, bọn họ sẽ không nuốt lời. Trần công tử ngươi muốn đi giết này Dương Diệp. Trung niên nhân cả kinh nói. Đương nhiên, Trần Ngọc cười nói, không chỉ ta, đệ tử ngoại môn của Thiên Lam Tông, còn có người Trần gia ta cũng đã đi tìm Dương Diệp. 3000 năng lượng thạch cực phẩm, còn có huyền kỹ cùng huyền bảo thiên giai, nếu như ta đạt được, ta có lòng tin, tối đa 5 năm, ta có thể đạt tới tôn giả cảnh. Trung niên nhân do dự, nói, Dương Diệp đã có thể trở thành kiếm hoàng, chắc hẳn thực lực hẳn không tệ, hơn nữa khẳng định còn có át chủ bài kinh người. Bằng không hắn cũng không có khả năng đi tới Trung vực. Hơn nữa đỉnh Hán đế quốc cũng không cần đưa ra thù lao cao như vậy. Trần công tử, ta cảm thấy ngươi nên cẩn thận một chút, tốt nhất đừng đi tìm Dương Diệp trước, cứ để người khác mạo hiểm là được. Trần Ngọc không vui nói. Dương Diệp có thực lực linh giả cảnh tam phẩm, mà ta là linh giả cảnh thất phẩm, bá phụ cảm thấy ta không bằng hắn sao? Ta không phải ý tứ này. Trung niên muốn nói cái gì đó. Trần Ngọc lại khoát khoát tay, nói. Bá phụ cứ chờ ở nhà đi, chờ ta trở lại, ta sẽ cưới Uyển Nhi về nhà. Chỉ cần Uyển Nhi gả cho ta, đến lúc đó sẽ không người nào dám đánh chủ ý lên Lâm gia. Nói đến đây, Trần Ngọc nhìn về phía Lâm Uyển Nhi, nói. Uyển Nhi người nên ở nhà chờ một thời gian, an tâm chờ ta đến lấy ngươi, biết không? Ta không muốn lập gia đình. Đột nhiên, Lâm Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn Trần Ngọc. Trong mắt tuy sợ hãi nhưng lại kiên định. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Trần Ngọc trầm xuống, trong ấn tượng của hắn, nữ nhân trước mắt không bao giờ dám nói với hắn một câu, bây giờ lại nói không muốn gả cho hắn. Bị Trần Ngọc quát như thế, Lâm Uyển Nhi lập tức lui về phía sau vài bước, trong mắt nàng lại mang theo kiên định, nói. Ta không thích ngươi, không muốn gả cho ngươi. Uyển Nhi không được nói bậy, nhanh xin lỗi Trần công tử. Lúc này, trung niên đã phục hồi tinh thần lại, trong nội tâm ngạc nhiên không thôi, phải biết rằng, con gái mình lúc trước không như vậy, tại sao hiện tại lại thay đổi? Chẳng lẽ là mình ép bức quá mức? Bị trung niên quát, trong mắt Lâm Uyển Nhi đầy nước mắt,
Liếc mắt nhìn Trung Niên, Lâm Uyển Nhi quay người đẩy cửa phòng ra, nàng chạy vào trong phòng, sau đó nàng sửng sốt. Trung Niên và Trần Ngọc đi theo vào cửa và hai người sửng sốt. Dương Diệp im lặng, hắn đang muốn ẩn nấp, nhưng gian phòng này có nơi nào giấu người sao? 3. Đột nhiên, Trần Ngọc đưa tay tát vào mặt Lâm Uyển Nhi, nàng bay ra ngoài, Trần Ngọc tức giận nói. Tiện nhân, không nghĩ tới ngươi lại phản bội ta, còn chứa nam nhân trong phòng của mình, ngươi nói, có phải ngươi đã thành chuyện tốt với nam nhân này không? Lúc này trong nội tâm Trần Ngọc đầy tức giận, phải biết rằng, đây à khuê phòng của Lâm Uyển Nhi, hắn còn chưa bao giờ đi vào. Trung Niên càng ngây người, hiển nhiên, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nữ nhi của mình trong phòng sẽ có nam nhân. Dương Diệp chậm rãi đi đến bên cạnh Lâm Uyển Nhi, hắn vươn tay vịn nữ tử, sau lưng có hình phong đánh tới, Dương Diệp cau mày, tâm niệm của hắn vừa động, trong hộp kiếm bắn ra một đám kiếm quang, chỉ nghe a một tiếng, cánh tay của Trần Ngọc bay lên cao. A, tay ta, Tuần Ngọc thống khổ gào to. Phụ tử Lâm ra ngây người. Dương Diệp không có để ý Trần Ngọc, hắn đưa tay vuốt gương mặt sưng vù của Lâm Uyển Nhi, huyền khí màu tím trong cơ thể đã bắt đầu khởi động, nói. Ngươi phải biết rằng, đối mặt với người mạnh hơn mình, nếu không có thực lực làm hậu thuẫn, nếu như không có thực lực sẽ ăn thiệt thòi, cũng giống như ngươi bây giờ, hiểu chưa? Lâm Uyển Nhi nhìn Dương Diệp, trong mắt xuất hiện hào quang chưa bao giờ có, hiện tại nàng đã hiểu ra cái gì đó. A, rốt cuộc ngươi là ai? Bên cạnh, Trần Ngọc hoảng sợ nhìn Dương Diệp, hắn muốn chạy, nhưng mà hắn vừa định chạy, hắn cũng cảm giác lực lượng vô hình đang tập trung vào hắn. Hắn biết rõ, chỉ cần hắn dám di chuyển bước chân, hắn sẽ chết. Dương Diệp thu bàn tay về, sau đó xoay người nhìn sang Trần Ngọc, nói. Không phải người muốn tìm ta sao? Trần Ngọc sững sờ, sắc mặt của hắn thay đổi, kinh hãi nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi là Kiếm Hoàng Dương Diệp. Trung Niên bên cạnh khiếp sợ, Kiếm Hoàng Dương Diệp ba mạnh như vậy. Trừ tông môn của ngươi, còn có tông môn khác truy sát ta không? Dương Diệp hỏi. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ngươi! Đột nhiên, giọng nói của Trần Ngọc dừng lại, bởi vì ngực của hắn xuất hiện lỗ thủng lớn, một đám kiếm ý đã đánh nát nội tạng của đối phương. Sở dĩ cho ngươi còn sống đến bây giờ, cũng bởi vì ta muốn biết tin tức, nhưng mà ngươi lại không nói cho ta biết, đã như vậy, ngươi còn sống có ý nghĩa sao? Dương Diệp lắc đầu, nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài cửa, lúc hắn đi tới cửa, đột nhiên hắn dừng lại, quay người nhìn về phía Lâm Uyển Nhi, do dự một lúc, cổ tay của Dương Diệp khẽ động và ném một quyển trục cho Lâm Uyển Nhi, nói. Muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình, nhất định phải có được thực lực cường đại, bằng không, người vĩnh viễn thân bất do kỷ. Nói xong, tay phải Dương Diệp bắt lấy thi thể Trần Ngọc và biến mất khỏi gian phòng. Nhìn bóng lưng Dương Diệp, hai tay Lâm Uyển Nhi nắm chặt quyển trục, trong mắt đã có hào quang khác thường chưa từng xuất hiện. Dương Diệp không biết, chỉ một việc hắn cao hứng nhất thời, một cử động tiện tay, mấy chục năm sau đã xuất hiện một kiếm hoàng mới, mà hắn càng không có nghĩ tới, vị kiếm hoàng tương lai này làm hắn đau đầu không thôi. Đánh chết Trần Ngọc, tặng kiếm kỹ cho Lâm Uyển Nhi, đối với Dương Diệp mà nói chỉ là việc nhỏ. Rời khỏi Lâm gia, tiện tay hủy diệt thi thể của Trần Ngọc, Dương Diệp xuất địa đồ ra xem, Dương Diệp trầm mặc. Từ vị trí của hắn đến man hoang chi địa cần đi qua trăm thành thị. Không hề nghi ngờ, nếu như hắn dựa theo lộ tuyến bình thường sẽ trải qua giết chóc vô tận. Có đường khác đi man hoang chi địa, nhưng cần đi một đường vòng rất lớn, việc này rất lãng phí thời gian. Sau khi im lặng nửa ngày, đột nhiên Dương Diệp cười cười, cửu u kiếm vũ bay nhanh về phương xa. Tránh được nhất thời, không tránh được cả đời, muốn để cho người khác không dám đánh chủ ý lên hắn, chỉ có một biện pháp, đó chính là giết, giết long trời lở đất, giết máu chảy thành sông. Giết thế nhân không dám đánh chủ ý lên hắn. Tại Vô Cần Thành, Dương Diệp dừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn là một đám huyền giả cuồng nhiệt nhìn hắn. Dương Diệp quét mắt nhìn một vòng, trong đó có hai cường giả tôn giả cảnh, đều là tôn giả cảnh nhất phẩm, còn lại phần lớn là linh giả cảnh cùng vương giả cảnh, còn có một đám tiên thiên cảnh, thậm chí có cả huyền giả phàm nhân cảnh. Cửu U Hàn Phong, xem ra người chính là Dương Diệp. Tên huyền giả tôn giả cảnh nhìn Dương Diệp, hắn cười lạnh nói. Cổ tay Dương Diệp khẽ động, thuấn không kiếm đổi thành long cốt kiếm, thân hình khẽ động, huyền khí trong người rót vào long cốt kiếm, sau một khắc,
Trong mắt Dương Diệp bắn ra lệ khí đáng sợ, hắn vung mạnh về phía trước. Lúc này có vô số kiếm quang đánh thẳng về phía đám người. Nếu đối phương đã tới giết hắn, hắn cũng không cần nói nhảm với đối phương, bởi vì bất cứ lời gì cũng không thể làm đối phương rời đi, cho nên hắn chỉ có giết. Nhìn thấy Dương Diệp Khôn nói câu nào đã động thủ, mọi người sững sờ, chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, một đám kiếm khí dày đặc đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Hai gã cường giả tôn giả cảnh và một ít cường giả linh giả cảnh thực lực cường đại mới có thể ngăn cản kiếm khí, nhưng có không ít huyền giả không có cơ hội phản kháng. Nhưng kiếm khí như mưa chưa kết thúc, một lớp tiếp một lớp đánh thẳng xi vào bọn họ, đám người không ngừng kêu la thảm thiết. Đúng lúc này, sau lưng Dương Diệp có tiếng vó ngựa dồn dập. Dương Diệp quay người nhìn lại, chỉ thấy một đội kỵ binh đang điên cuồng chạy về phía hắn, nhân số khoảng 500 người nam tử cầm thương cầm đầu là tôn giả cảnh nhị phẩm, còn lại phần lớn đều là vương giả cảnh. 500 người dừng cách Dương Diệp 10 trượng, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào Dương Diệp, nam tử cầm thương cầm đầu chỉ thẳng vào Dương Diệp, nói. Không qua bao lâu, tại cửa thành xuất hiện mấy trăm thi thể, máu tươi chảy khắp trời đất. Vào lúc này, huyết sát châu trong cơ thể Dương Diệp yên lặng trong người đã lâu đã có dị động, nó giống như lúc ở Tiềm Long Tháp, huyết sát châu bắt đầu điên cuồng hấp thu huyết khí của huyền giả chết đi. Dương Diệp không có để ý hạt châu này, ánh mắt của hắn nhìn hai tên cường giả tôn giả cảnh cầm đầu. Hai gã cường giả tôn giả cảnh lúc này khiếp sợ không nói thành lời, bọn họ kiêng kỵ nhìn Dương Diệp quên cả ra tay. Chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã chết vài trăm người. Dương Diệp thật sự chỉ là linh giả cảnh tam phẩm mà không phải tôn giả cảnh tam phẩm. Đúng lúc này, hai đạo kiếm quang bay ra khỏi hộp kiếm của Dương Diệp, chúng như sao băng bay thẳng về phía hai tên cường giả tôn giả cảnh. Hai thanh đạo khí. Sắc mặt hai cường giả tôn giả cảnh thay đổi, tuy trong nội tâm khiếp sợ, nhưng phản ứng của bọn họ lại không chậm, tay phải nắm chặt huyền khí, bọn họ thi triển ra không gian tù lung. Hai thanh kiếm hơi dừng lại, ngay sau đó kiếm khí xoay tròn. Không gian tù lung nghiền nát, một tên cường giả tôn giả cảnh kinh hãi, hắn muốn chạy trốn nhưng đã muộn, bởi vì ngực của hắn đã bị đâm thủng. Huyết sát châu bay đến thi thể cường giả tôn giả cảnh, sau đó nó nhanh chóng hấp thu huyết khí của cường giả tôn giả cảnh, không đến mấy giây, cường giả tôn giả cảnh đã bị hút thành thây khô. Còn cường giả tôn giả cảnh khác cũng khôi phục tinh thần, hắn không có ra tay với Dương Diệp, mà là quay người bay thẳng về phương xa. Lúc nhìn thấy hai thanh kiếm chém nát không gian tù lung của cường giả tôn giả cảnh, trong lòng hắn kinh hãi tới cực điểm, khi đó là hắn mới biết, hắn lưu lại chỉ có một con đường chết. Rốt cuộc là tên vương bát đản nào nói thực lực của kiếm hoàng Dương Diệp không được, khốn nạn, lão tử suýt nữa bị hãm hại. Tên cường giả tôn giả cảnh vừa chạy vừa gào thét. Nhìn tên cường giả tôn giả cảnh kia bỏ chạy, Dương Diệp nói thầm thật đáng tiếc, nếu hắn xuất toàn lực, xuất ra thuấn không kiếm. Hắn có thể lưu đối phương ở lại, nhưng mà không cần làm thế, hiện tại hắn nhất định phải bảo tồn thực lực của mình, bởi vì đằng sau còn có không biết bao nhiêu địch nhân đang chờ hắn. Dương Diệp vẫy tay, huyết sát châu rơi vào trong tay hắn, sát khí và mùi máu tươi bao phủ cơ thể, Dương Diệp cau mày, bởi vì hắn phát hiện, huyết sát châu đã mạnh hơn trước. Bởi vì vừa rồi tinh thần của hắn hơi hoảng hốt, nếu như không phải hắn có kiếm tâm thông minh, hắn có khả năng đã bị sát khí ảnh hưởng. Từ khi đi theo huyết sát châu hắn cho tới nay, trừ hắn điên cuồng giết người ra, hạt châu này sẽ không ra ngoài, mà bình thường cũng không có tác dụng gì, có thể nói là đạo khí vô dụng nhất của hắn, không đúng, phải nói là ngụy đạo khí, huyết sát châu này còn chưa trở thành đạo khí chân chính. Hắn từng nghe Tô Thanh Thi nói qua, huyết sát châu là một kiện ngụy đạo khí có tính phát triển, nói cách khác, huyết sát châu muốn trở thành đạo khí chính thức, nó cần rất nhiều huyết khí và oán khí, mà cần rất nhiều là bao nhiêu. Được được được. Đúng lúc này, sau lưng Dương Diệp có tiếng vó ngựa dồn dập. Dương Diệp quay người nhìn lại, chỉ thấy một đội kỵ binh đang điên cuồng chạy về phía hắn, nhân số khoảng 500 người nam tử cầm thương cầm đầu là tôn giả cảnh nhị phẩm, còn lại phần lớn đều là vương giả cảnh. 500 người dừng cách Dương Diệp 10 trượng, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào Dương Diệp, nam tử cầm thương cầm đầu chỉ thẳng vào Dương Diệp, nói các hạ chính là kiếm hoàng Dương Diệp. Đúng. Dương Diệp nói, hắn không ngừng hấp thu năng lượng của năng lượng thạch siêu phẩm. Nam tử cầm thương nói, nhân chủ có bàn giao, Dương Diệp, người nguyện ý thần phục nhân chủ, cũng giao ra đồ mà nhân chủ cần, nhân chủ có thể tha cho người một mạng, cũng cho người làm đại thống lĩnh phệ hồn quân đoàn,
chờ sau khi thu phục Nam vực về sẽ phong ngươi là Nam vương. Nếu không hàng, hôm nay chính là ngày chết của Dương Diệp ngươi. Nam vương. Dương Diệp suỵ cười một tiếng, La Tuấn đúng là hào phóng. Chỉ sợ chờ thu phục xong Nam vực chính là ngày chết của Dương Diệp mới đúng. Tuy hắn không phải chính trị gia, nhưng hắn hiểu đạo lý sau khi bắt được thỏ khôn sẽ nấu chó săn, hơn nữa nói không chừng, còn không chờ chiếm được Nam vực thì hắn đã chết. Bởi vì chính hắn cũng không lưu một người uy hiếp bên cạnh. Xem ra ngươi không muốn đầu hàng. Nam tử cầm thương quát lớn. Ngươi đoán đúng. Dương Diệp đạp mạnh xuống đất, hắn mượn lực lượng mặt đất lao thẳng về hướng nam tử cầm trương, long cốt kiếm trong tay chém ra bóng kiếm rất lớn, chém mạnh vào nam tử cầm thương. Sắc mặt nam tử cầm thương biến hóa, hắn đang muốn ra tay, lúc này có hào quang màu đỏ bao phủ cổ hắn. Kiếm ý. Nam tử cầm thương khiếp sợ nhưng vẫn cố gắng áp chế kiếm ý, trường thương trong tay quét ngang một cái. Keng. Trường thương của nam tử cầm thương bị uốn cong, chiến mã dưới khố của hắn cũng bị áp lực to lớn nghiền nát. Mà lúc này, đột nhiên hộp kiếm sau lưng Dương Diệp bắn ra một đạo kiếm quang bắn thẳng vào nam tử cầm thương. Nam tử cầm thương khiếp sợ, hắn lui nhanh về phía sau, đồng thời trường thương trong tay quét thẳng vào đạo khí đang tấn công mình. Keng một tiếng. Trường thương trong tay nam tử cầm thương đứt đoạn, sắc mặt tên nam tử cầm thương thay đổi, thân thể của hắn tránh sang bên cạnh, hắn tránh thoát bộ vị yếu hại, từ đó kiếm của Dương Diệp chỉ xuyên qua bả vai của hắn. Nam tử cầm thương khiếp sợ nhìn Dương Diệp, hắn không nghĩ tới, một huyền giả linh giả cảnh tam phẩm lại có thực lực mạnh như thế, suýt chút nữa đã giết hắn. Nam tử cầm thương thu hồi lòng khinh thị, tay phải vung lên, kỵ binh chung quanh lập tức bao vây Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp xuất hiện một tia ngạc nhiên, nam tử cầm thương trước mắt có thực lực không tồi, còn mạnh hơn hai tên cường giả tôn giả cảnh lúc trước rất nhiều, nghĩ vậy, Dương Diệp có ý định, đây không phải nhân tuyển kiếm nô tốt nhất hay sao? Sát! Đúng lúc này, nam tử cầm thương lạnh lùng nói. Đúng lúc này, chân phải của Dương Diệp đạp mạnh xuống đất, hắn thi triển kiếm vực, ngay sau đó lực lượng cường đại bao phủ chung quanh, tất cả mọi người kinh hãi gần chết. Có một thanh kiếm thoáng hiện ra sau lưng Dương Diệp, sau đó kiếm vực hóa thành kiếm quang bao phủ các nơi. Kiếm quang biến mất, hơn 300 tên kỵ binh nằm trên mặt đất. Nam tử cầm thương và đám người còn lại sợ hãi nhìn Dương Diệp, một kích giết hơn 300 tên vương giả cảnh, người trước mắt là yêu nghiệt gì? A! À, đột nhiên, có một tên kỵ binh quát to, sau đó hắn xoay người bỏ chạy, kế tiếp có hơn 10 tên kỵ binh bỏ chạy. Bọn họ đều không thể chạy trốn thành công. Bởi vì nam tử cầm thương đã ra tay, phàm là người tui về phía sau đều bị hắn giết. Lâm trận bỏ chạy, chết. Rút trường thương ra khỏi ngực kỵ binh, nam tử cầm thương quay người nhìn về phía Dương Diệp, mà lúc này, Dương Diệp trực tiếp biến mất tại chỗ, nam tử cầm thương giật mình, ngay sau đó có một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực hắn, ánh mắt nam tử cầm thương dần dần mất đi sắc thái, thẳng đến trước khi chết, trong mắt của hắn chỉ còn lại khiếp sợ. Sau khi dùng một kích đánh chết nam tử cầm thương, huyết sát châu bay tới trước mặt nam tử cầm thương, nó vừa muốn hấp thu đã bị Dương Diệp đánh bay. Này, không thể hút. Nói xong, hắn thu thi thể nam tử cầm thương vào trong vỏ kiếm. Làm xong này tất cả, Dương Diệp quay người nhìn hơn 100 kỵ binh còn sót lại chung quanh, ánh mắt của hắn hiện ra tia sáng hung ác, ngay sau đó kiếm quang lóe sáng. Rất nhanh, ở cửa thành có thêm 100 bộ thây khô. Lúc hấp thu một tia huyết khí cuối cùng của kỵ binh, đột nhiên huyết sát châu bộc phát ánh sáng màu đỏ bao phủ Dương Diệp vào trong, sắc mặt Dương Diệp thay đổi. Một sát khí cùng oán khí cực kỳ khủng khiếp xông vào trong đầu Dương Diệp, dưới sự xung kích của luồng sát khí cùng oán khí kia, Dương Diệp suýt chút nữa đánh mất bản thân. Cũng may vào thời điểm mấu hắn vội vàng giữ vững bản tâm của mình mới không bị mất đi tâm trí, tuy nhiên, lúc này hắn cũng hoàn toàn không dễ chịu bởi vì sát khí cùng oán khí này từng đợt nối tiếp đập vào đầu óc của hắn. Cửu U kiếm vũ phía sau Dương Diệp nhanh chóng vẫy cánh, Dương Diệp hóa thành tàn ảnh biến mất ở phía chân trời. Tuy lúc này hắn rất không dễ chịu nhưng đầu hắn vẫn còn hơi tỉnh táo. Loại trạng thái này của hắn nếu như tiếp tục ở chỗ này, đợi có người tới hắn hoàn toàn chết chắc rồi. Dương Diệp rơi vào một chỗ trên mảnh đất trống. Toàn bộ mặt đất chấn động mạnh. Lúc này cả người Dương Diệp tản ra ánh sáng đỏ hơi diêm rua lòe loẹt, tóc hắn đã biến thành màu đỏ tím, cả người thoạt nhìn vô cùng kỳ lạ. Một luồng ánh sáng đỏ từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn trào ra,
ánh sáng đỏ đi qua nơi nào mặt đất nơi đó hiện lên từng vết nứt. Dương Diệp vui mừng bởi vì hắn phát hiện, hắn có thể dùng cách thức thi triển kiếm ý bài tiết những sát khí cùng oán khí từ trong đầu ra. Tiếp theo, Dương Diệp điên cuồng thi triển kiếm ý giết chóc, từng luồng ánh sáng thực chất màu đỏ từ trong cơ thể hắn không ngừng phun mạnh ra xung quanh, một đợt tiếp theo một đợt, khiến cho mặt đất xung quanh hắn một mảnh hỗn độn. Cứ phát tiết như vậy, khoảng nửa canh giờ sau, Dương Diệp mới cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt dần hiện ra hai luồng ánh sáng đỏ đánh vào phía xa trên mặt đất lập tức lộ ra lỗ kiếm sâu không thấy đáy. Dương Diệp sửng sốt, từ trong nạp giới lấy ra một cái gương, nhìn cái gương trong tay mình, Dương Diệp lại sửng sốt. Lúc này hai mắt của hắn giống như biển máu đỏ tươi, ngoại trừ ánh mắt ra tất cả đều đỏ như máu. Còn có tóc của hắn nữa, lúc này tóc hắn đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, giống như bị máu tươi nhuộm qua vô cùng quỷ dị. Đúng rồi, huyết sát châu đâu? Dương Diệp nhìn bốn phía xung quanh cũng không phát hiện ra huyết sát châu, đột nhiên hắn giơ tay lên nhìn về phía cái gương trong tay, sau đó lại sửng sốt. Chẳng biết từ lúc nào ở chỗ mi tâm của hắn có thêm hình xăm màu đỏ hình dạng giống như một hạt châu, đây chính là hình dáng của huyết sát châu. Kiếm quang lóe lên, kiếm linh xuất hiện ở bên cạnh hắn, Dương Diệp nhìn về phía kiếm linh, nói. Đây là xảy ra chuyện gì? Kiếm linh im lặng một hồi nói. Huyết sát châu này hấp thu quá nhiều huyết khí của cường giả do đó linh trí đã tăng lên, lúc trước chắc hẳn là nó muốn cắn trả ngươi, mục đích à đương nhiên là muốn thoát khỏi khống chế của ngươi. Chẳng qua là nó không nghĩ tới, bản thân ngươi là kiếm tâm thông minh, lại lĩnh ngộ kiếm ý giết chóc cho nên sát khí cùng oán khí của nó cũng không có bao nhiêu uy hiếp đối với ngươi, ngược lại còn hợp với chính nó trợ giúp ngươi tăng cường kiếm ý. Tăng cường kiếm ý. Dương Diệp vội vàng thi triển kiếm ý, sau đó Dương Diệp sửng sốt bởi vì cũng không có ánh sáng đỏ kia xuất hiện, nhưng hắn lại cảm thấy được xung quanh hình như không giống với trước kia. Lúc này, kiếm linh ở bên cạnh lại đột nhiên nói. Mau dừng lại. Dương Diệp nhìn về phía kiếm linh, chỉ thấy lúc này kiếm linh đang nhíu mày, trên mặt phộ vẻ rất không thoải mái, Dương Diệp vội vàng nói. Ngươi! Qua một hồi lâu, kiếm linh mới nói. Bây giờ ngươi đã là kiếm ý giết chóc tầng 9, đạt tới cảnh giới hư vô biến thành thực chất, cũng có nghĩa là kiếm ý của ngươi bây giờ đã hòa cùng đát trời tàm một thê, nó cũng không có hình dạng thực tê, nhưng lại là thực chất. Nói đến đây, kiếm linh kỳ la tiếc mắt nhìn Dương Diệp nói. Hơn nữa kiếm ý của ngươi bây giờ còn có thể hấp thu kiếm ý cùng kiếm khí của kiếm tu kém hơn ngươi. Nói chung bây giờ kiếm ý của ngươi đã có thể hoàn toàn trấn áp cường giả cảnh giới tôn giả. Bởi vì kiếm ý của ngươi cùng đất trời hòa làm một thể, đã không đơn thuần là ý cảnh bình thường nữa. Hơn nữa, lúc này huyết sát châu đã cùng ngươi hòa làm một thể, nói cách khác sau này ngươi giết người, ngươi sẽ tự động sẽ hấp thu huyết khí của đối phương để nuôi dưỡng kiếm ý giết chóc của mình. Nói chung loại tình huống này của ngươi ta chưa từng thấy qua, cũng không biết là tốt hay xấu, nhưng ta có thể khẳng định rằng đó chính là sau này ngươi là kiếm ma chân chính. Kiếm ma sao? Dương Diệp hoàn toàn không để ý mỉm cười, tay phải bấm tay bắn ra, một cái cây lớn cách đó mười mấy trượng ầm ầm bị gãy. Trên mặt Dương Diệp vẻ tươi cười dần dần thu lại trong mắt có vẻ khiếp sợ. Lúc hắn bắn ra kiếm khí cũng không có sử dụng, chẳng qua là đơn thuần sử dụng một luồng kiếm ý mà thôi, nhưng hắn không nghĩ tới kiếm ý lại thật sự là vô hình hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn thi triển kiếm khí rất nhiều. Dương Diệp trầm ngâm một lát, bên trong vỏ kiếm phía sau khẽ run lên. Cùng lúc đó một cây lớn khác cách phía trước mười mấy trượng cũng ầm ầm bị gãy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy ánh mắt của Dương Diệp co lại nhưng rất nhanh trên mặt hắn chính là vẻ mừng rỡ như điên. Bởi vì hắn phát hiện, bây giờ đạo khí bị kiếm ý của hắn bao vây cũng có hiệu quả ẩn thân, hơn nữa tốc độ ít nhất còn nhanh hơn trước kia gấp đôi. Kiếm ý tầng 9 lại mạnh như vậy. Đúng rồi còn có thể hấp thu kiếm ý và kiếm khí của kiếm tu yếu hơn mình sao? Hi hi. Nếu có cơ hội thì mình nhất định phải thử một chút mới được. Ngươi là một người làm ta cảm thấy đáng kinh ngạc nhất trong số các đời kiếm hoàng. Lúc nào ầm kiếm linh đột nhiên nói. Theo lý mà nói lúc này ngươi không nên đạt được kiếm ý tầng 9 bởi vì ngươi không có đạt được cảnh giới tôn giả, không có cảm ngộ được lực lượng đất trời nhưng người hết lần này tới tần khác lại đạt được. Ta không có cách nào tưởng tượng được sau này ngươi sẽ mạnh mẽ đến trình độ nào. Đây là chuyện tốt, không phải sao? Dương Diệp mỉm cười, bây giờ không thể nghi ngờ gì, kiếm ý tầng 9 đối với hắn chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Bây giờ, hắn lại có thêm vài phần tự tin khi phải đối mặt với những khó khăn tiếp theo. Kiếm Linh im lặng một lát, sau đó hỏi. Ngươi biết Trảm Thiên Bạt kiếm thuật không? Dương Diệp sửng sốt nói. Đương nhiên biết, là kiếm kỹ của một vị trưởng lão kiếm tông sáng tạo ra. Kiếm kỹ này trước đây cũng không ít lần giúp đỡ ta, chỉ là đáng tiếc kẻ địch sau này của ta càng lúc càng mạnh, tác dụng của Trảm Thiên Bạt kiếm thuật này đối với ta không còn lớn như vậy. Có chuyện gì sao? Kiếm Linh nói. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật không phải là trưởng lão kiếm tông sáng tạo, mà là kiếm hoàng đầu tiên sáng tạo, sau này đã bị Tiêu Dao Tử tập được, sau đó chuyển đến kiếm tông. Kiếm hoàng đầu tiên sáng tạo. Vậy tại sao lại rác rưởi như vậy? Dương Diệp kinh ngạc nói. Kiếm Linh liếc mắt nhìn Dương Diệp nói. Tiêu Dao Tử đã từng lấy kiếm kỹ này suýt chút nữa một kiếm chặt đứt thiên lộ, người cảm thấy nó rác rưởi sao? Dương Diệp không nói gì, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ không tin. Nói đùa à, hắn thừa nhận Trảm Thiên Bạt kiếm thuật đê quả thật không tệ, nhưng muốn nói ngay cả thiên lộ cũng suýt chút nữa có thể bị chặt đứt thì hắn lại không tin. Kiếm Linh nói. Sở dĩ bây giờ Trảm Thiên Bạt kiếm thuật thay đổi kém như vậy, cũng không phải là nguyên nhân của kiếm kỹ, chủ yếu là bởi vì các ngươi không có ta. Không có ngươi. Dương Diệp kinh ngạc. Kiếm Linh nói. Kiếm hoàng đầu tiên lấy ta làm cơ sở để sáng tạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, không có ta Trảm Thiên Bạt kiếm thuật không có gì khác với các kiếm kỹ khác. Có ta, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật mới có thể thật sự chém thiên lộ, ngươi muốn thử một chút không? Dương Diệp không chút do dự khẽ gật đầu. Kiếm Linh nói. Dùng Thuấn Không kiếm nói xong, Kiếm Linh nhanh chóng hóa thành vỏ kiếm cổ. Dương Diệp thò tay cầm lấy vỏ kiếm cổ để Thuấn Không kiếm vào vỏ kiếm cổ, tiếp theo đó Dương Diệp chợt rút kiếm, sau đó hắn ngây người khi thấy mình lại không rút ra được. Dương Diệp hít sâu một hơi, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào vỏ kiếm cổ, sau đó lại dùng sức rút ra một lần nữa nhưng Thuấn Không kiếm lại không hề nhúc nhích. Sắc mặt Dương Diệp hơi thay đổi. Do dự một lát Dương Diệp rót tất cả kiếm ý tràn vào vỏ kiếm cổ, dưới tình huống kiếm ý cùng huyền khí điên cuồng tràn vào, Thuấn Không kiếm dần dần nhúc nhích. Dương Diệp vui mừng hét to một tiếng, chợt dùng sức Thuấn Không kiếm rút ra được một nửa, ngược lại không phải là hắn rút không ra, mà là do chính hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì lúc này không trung đột nhiên mở đi, một đám mây đen xuất hiện trên không trung mấy tia chớp màu bạc không ngừng chớp hiện. Dương Diệp vô cùng kinh ngạc. Mình chỉ là rút kiếm ra mà thôi, vậy mà lại khiến cho đất trời thay đổi. Còn nữa, Dương Diệp mơ hồ cảm thấy nếu như hắn tiếp tục rút kiếm ra, mấy tia chớp trên bầu trời có thể sẽ bổ vào hắn. Đúng vậy, bây giờ hắn cũng cảm thấy chính hắn bị vài tia chớp này phong tỏa. Kiếm này rút hay không rút? Dương Diệp cười gượng lắc đầu, cuối cùng vẫn không có rút Thuấn Không kiếm ra, bởi vì lúc nãy hắn chỉ là do dự một lát, huyền khí trong cơ thể hắn thiếu chút nữa bị vỏ kiếm cổ hút sạch. Lúc mạnh mẽ rút kiếm tuy có thể rút ra được nhưng không có ý nghĩa, chỉ vì muốn nhìn uy lực của Trảm Thiên Bạt kiếm thuật lại mất sạch huyền khí của mình thật sự không sáng suốt, muốn rút cũng là phải ở trước mặt kẻ địch rút ra mới đúng. Tuy nhiên Dương Diệp lại là càng lúc càng hiếu kỳ đối với Trảm Thiên Bạt kiếm thuật này, rốt cuộc uy lực của Trảm Thiên Bạt kiếm thuật này khủng khiếp tới mức nào. Thậm chí ngay trời cũng kiêng kỵ, chẳng lẽ thật sự còn có thể chém nứt thiên lộ. Lắc đầu. Thân hình Dương Diệp thoáng động nhanh chóng đi về phía tòa thành tiếp theo. Dương Diệp không biết rằng, vào lúc hắn chạy tới tòa thành thì tiếp theo, chuyện hắn làm ở cửa thành Vô Dung đã nhanh chóng được truyền ra. Các ngươi có nghe nói gì chưa? Kiếm hoàng Dương Diệp đến từ Nam Vực đã giết mấy trăm người ở cổ vực thành, ngay cả cường giả cảnh. Giới tôn giả, còn có tướng trấn thủ Vô Dung thành cùng với kỵ binh đoàn của hắn cũng đều chết ở trong tay của Dương Diệp. Chà chà, ngay cả cường giả cảnh giới tôn giả cũng bị hắn giết chết đấy. Nói bậy, hắn rõ ràng là giết mấy nghìn người, ta quả thật đã tận mắt nhìn thấy được, mấy nghìn huyền giả ở cổ vực thành đều bị hắn dùng một kiếm chém giết, trong đó còn có mấy chục cường giả cảnh giới tôn giả. Ngươi cũng chỉ giỏi nói bậy, hắn nào chỉ giết mấy nghìn người, nghe nói hắn giết tất cả Vô Dung thành, bây giờ tất cả Vô Dung thành thấy phơi khắp nơi, đâu đâu cũng nhìn thấy thi thể, đâu đâu cũng là vết máu tươi đấy. Hừ, một tên mọi dợ tới từ Nam Vực lại dám tùy ý giết người Trung Vực ta, hắn cho rằng Trung Vực ta không có người sao? Có ai bằng lòng đi theo ta giết chết tên mọi dợ đến từ Nam Vực này hay không? Giết chết hắn, mọi người cùng chia đa năng lượng cực phẩm. Được, đi, mọi người cùng nhau đi giết ma đầu kia vì dân trừ hại.
Mà vào lúc này đế quốc Đình Hán lại ném ra một tin tức, đó chính là người giết Dương Diệp sẽ thưởng 5.000 viên đá năng lượng cực phẩm, 2 món huyền kỹ trung phẩm thiên cấp, 2 món huyền bảo trung phẩm thiên cấp, đồng thời còn có thể đảm nhiệm thành chủ của một tòa thành triệu người. Sau đó, những huyền giả trung vực lại sôi trào giống như nổi điên đi tìm Dương Diệp. Tại đất man hoang, Bích Như, hắn đã đến trung vực rồi. Trong một gian phòng, nữ tử áo đen nói với An Bích Như. An Bích Như im lặng. Ta quả thật đã đánh giá thấp hắn, trong thế hệ trẻ ngoại trừ An Nam Tĩnh ra sợ rằng đã không có người nào là đối thủ của hắn. Người này nếu không tiêu diệt, sau này nhất định là kẻ địch lớn của La Tuấn. Nữ tử áo đen lại nói. An Bích Như im lặng một lát, sau đó nói. La Tuấn có hành động gì không? Nữ tử áo đen nói. Hắn đã tăng thù lao của lệnh truy nã Dương Diệp. An Bích Như nói. Thật đúng là một kẻ giỏi tính toán, nếu như ta không đoán sai, rất nhiều đệ tử tông môn cùng con cháu thế gia đã đuổi theo giết Dương Diệp. Nữ tử áo đen khẽ gật đầu, nói. 3 trong số 9 tông môn lớn là Vô Cực Tông, Thượng Tiêu Tông, Thanh Nguyên Tông có rất nhiều đệ tử nội môn cùng đệ tử chân truyền đã rời khỏi tông môn, mục đích chắc chắn là Dương Diệp. Ngoài ra, Mạc gia trong 4 thế gia lớn cũng phái ra cường giả, 3 thế gia còn lại vẫn không có động tĩnh. Ta rất tò mò không hiểu vì sao La Tuấn này không trực tiếp phái ra những lão quái vật cảnh giới tôn giả của đế quốc Đỉnh Hán mà lại muốn làm chuyện dư thừa như vậy. An Bích Như cười lạnh nói. Bởi vì hắn muốn lợi dụng Dương Diệp để khiến cho huyền giả trung vực xem huyền giả nam vực như kẻ thù, dưới lợi ích hấp dẫn như vậy những tông môn và tán tu cùng với thế gia trung vực này nhất định sẽ che giả măng mọc đuổi theo giết Dương Diệp. Nếu như những người này giết chết Dương Diệp rồi, đối với hắn mà nói đương nhiên là tốt nhất. Không giết được Dương Diệp đối với hắn mà nói cũng không có chỗ xấu. Bởi vì nếu như Dương Diệp giết những người đó, vậy chắc chắn Dương Diệp sẽ phải đắc tội với rất nhiều thế lực. Cứ như vậy La Tuấn hắn đã thành công khiến cho huyền giả trung vực cùng huyền giả nam vực mâu thuẫn với nhau, đến lúc đó hắn muốn thu phục nam vực sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Khiến cho huyền giả trung vực cùng huyền giả nam vực mâu thuẫn với nhau. Nữ tử áo đen cau mày nói. Một Dương Diệp còn chưa có năng lực lớn như vậy chứ. An Bích Như nói, lúc này, danh tiếng của Dương Diệp ở Nam Vực đã đạt đến đỉnh phong, hắn là đối tượng được thế hệ trẻ ở Nam Vực sùng bái, hơn nữa đế quốc huyền thú cùng đế quốc Đại Tần ủng hộ hắn, có thể nói lúc này hắn đã đại diện cho toàn bộ Nam Vực. Đại lục tôn trọng cường giả, nếu như Dương Diệp ở Trung Vực đại sát bốn phương, uy vọng của hắn ở trong lòng huyền giả Nam Vực nhất định sẽ lại tăng mạnh. Ngược lại, huyền giả Trung Vực sẽ xem Dương Diệp là kẻ địch sống còn. Bởi vì Dương Diệp đối với huyền giả trung vực mà nói chính là một người ngoài. Bây giờ hắn không giết Dương Diệp, lẽ nào không sợ Dương Diệp sẽ lớn mạnh hơn sao? Nữ tử áo đen nói. An Bích Như nói. Bất kể là An Nam Tĩnh hay là Dương Diệp cùng với La Tuấn loại người như bọn họ đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Đặc biệt là La Tuấn, trong tay cầm Nhân Hoàng Kiếm, nắm giữ 6 phần binh lực trở lên của đế quốc Đỉnh Hán, càng kết liên minh thành công với mấy đại tông môn. Đối với hắn mà nói ở trong mắt Dương Diệp hắn chỉ là một thằng hề nhảy nhót mà thôi. Nữ tử áo đen lắc đầu, nàng cũng đã từng là thiên tài tuyệt đỉnh, nhưng tự hỏi nếu cùng so sánh với Dương Diệp này, thì vẫn kém rất nhiều. Người giống như Dương Diệp nếu như là kẻ địch vậy tốt nhất chính là trong lúc hắn còn chưa hoàn toàn trở nên mạnh mẽ nên xóa bỏ trước, nếu không, chờ hắn trở nên mạnh mẽ sẽ giống như tổ sư kiếm tông đó chính là tìm đường chết. Không thể nghi ngờ. Hành vi của La Tuấn bây giờ hơi có chút tìm đường chết. An Bích Như nói, có thể La Tuấn chưa từng nghĩ tới, nếu như Dương Diệp không chết, an toàn đến chỗ chúng ta, vậy danh vọng của hắn cùng với đế quốc Đỉnh Hán nhất định sẽ giảm lớn, danh vọng của Dương Diệp lại sẽ tăng cao. Tuy nhiên cho dù lúc này hắn nghĩ đến những thứ này phỏng chừng cũng sẽ không để ý, đối với hắn mà nói, bức vẽ càn khôn cùng truyền thừa thánh giả Lưu Vân kia mới là quan trọng nhất. Nhà đầu, rốt cuộc người tình thế nào? Ai có lợi với An gia ta sẽ đứng bên kẻ đó. Liệp Hộ Thành. Nắng gắt như lửa không chút thương tình thiêu đốt đường phố trong Liệp Hộ Thành. Giữa trưa, chính là lúc ánh sáng mặt trời nóng nhất, thủ vệ của thành đã sớm không chịu nổi nóng bức đã trốn đến chân tường của cửa thành, tránh né ánh mặt trời chói chang chiếu xuống. Bình thường việc canh giữ của thành quả thật là một công việc béo bở đối với những người thủ vệ, bởi vì mỗi ngày đều có rất nhiều tiền tiến vào trong túi của bọn họ. Nhưng bây giờ chuyên canh giữ cửa thành chính là khổ sai, bởi vì nguyên nhân lúc này chính tà thời tiết,
Liệp Hộ Thành căn bản không có người nào vào thành cùng với ra khỏi thành. Không ai ra vào thành, đám thủ vệ tự nhiên không có tiền bỏ túi, cho nên lúc này hai thủ vệ đang khó chịu. Thời tiết chết tiệt, thật sự là muốn nướng chín người ta mà. Cũng lạ, thực lực cảnh giới vương giả của lão tử cũng không có cách nào chống lại mặt trời chói chang tập kích, lão hầu ngươi nói xem rốt cuộc mặt trời này là đang nổi điên cái gì. Một đại hán thân mặc khôi giáp, khuôn mặt đầy râu ria lởm chởm vô cùng khó chịu nói. Phèo. Một nam tử trung niên gương mặt thiên lôi ở bên cạnh đại hán râu ria mọc lởm chởm kia nói. Cả một ngày rồi, một đồng cũng không có còn ở nơi này chịu khổ, nếu tiếp tục như vậy lão tử sẽ phải ngáp gió Tây Bắc rồi. Đúng rồi lão man, ngươi nói Dương Diệp này sẽ đi qua chỗ chúng ta sao? Hi hi, nghe nói nếu giết chết hắn sẽ có 5.000 viên đá năng lượng cực phẩm, còn có huyền kỹ cùng huyền bảo thiên cấp, còn có làm thành chủ trà trà. Ngươi đừng nằm mơ, Dương Diệp này là người người có thể giết à? Nếu thật sự hắn đi qua chỗ chúng ta, má nó, ta thấy không chừng người là kẻ bỏ chạy đầu tiên đấy. Lão man rất khinh bỉ liếc mắt nhìn lão hầu nói. Lão hầu còn muốn nói điều gì đó, lúc này phía xa đột nhiên xuất hiện một người thanh niên, hai người vui mừng, lão hầu nhổ một bãi nước bọt, cười nói. Rốt cuộc đã tới một người sống, ha ha. Dương Diệp chậm rãi đi về phía cửa thành, thật ra hắn muốn bay nhưng hắn phát hiện những thành thị này đều có đại trận cấm không, nếu như mạnh mẽ bay như vậy là đang nói cho tất cả mọi người biết Dương Diệp hắn tới rồi. Hơn nữa, lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn phá trận pháp kia, vẫn còn khó khăn, không phải là không thể phá được mà là cần rất nhiều thời gian. Dương Diệp cũng hơi nghi ngờ, vì sao Liệp Hộ Thành này lại mở ra cấm không trận pháp, chẳng lẽ là vì đối phó với hắn? Mang theo nghi ngờ Dương Diệp đi về phía cửa thành, đáng để nói là lúc này tóc của hắn đã khôi phục thành màu đen, Dương Diệp suy nghĩ một lúc mới phát hiện trừ khi hắn điên cuồng phát động kiếm ý giết chóc ra, nếu không tóc hắn sẽ không trở thành màu đỏ thắm. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, bởi vì một mái tóc đỏ thật sự quá khiến người ta chói mắt. Dương Diệp đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn về phía sau. Sau lưng hắn một nữ tử quần áo tả tơi, người đầy bụi bặm, mang đôi giày rơm rách mướp nắm tay một tiểu nữ hài 8-9 tuổi, quần áo cũng tả tơi đi về phía bên này, ở trong lòng nữ tử còn ôm một đứa trẻ sơ sinh đang bú sữa mẹ. Nữ nhân này rất trẻ, mắt tròn sáng ngời, dáng người thon thả. Nhưng da của nàng vừa đen lại vừa thô ráp đầy nếp nhăn, môi khô nứt, tóc vừa bẩn vừa loạn, tất cả những điều này khiến cho nàng chưa già đã yếu. Tiểu nữ hài ở bên cạnh nữ nhân kia rất gầy. Nếu dùng gầy như que củi để hình dung thì cũng không nói quá. Nữ nhân tay phải ôm hài tử, tay trái nắm tiểu nữ hài chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó xoay người đi đến cửa thành, khi đi đến cửa thành hai thị vệ đem ngăn hắn lại, trong đó lão hầu cười hì hì nói. Tiểu tử, hiểu quy củ không? Dương Diệp hỏi. Quy củ gì? Lão hầu cười hì hì, nói. Vào thành cần phải nộp phí vào thành, ừ. Nhìn tiểu tử ngươi cũng không tệ, liền thu ngươi hai viên đá năng lượng đi. Dương Diệp bấm tay bắn ra, hai viên đá năng lượng rơi vào trước mặt lão hầu, sau đó nói. Được chưa? Hai người lão hầu sửng sốt, dứt khoát như vậy. Lão hầu vội vàng thu đá năng lượng vào, nói. Được, vào trong đi. Dương Diệp khẽ gật đầu, đi về phía cửa thành, vừa đi mấy bước đúng lúc này phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của lão hầu. Này! Ba người các ngươi, một người hai viên đá năng lượng, ba người tổng cộng 6 viên đá năng lượng. Dương Diệp dừng bước. Đá năng lượng. Nữ nhân hoảng sợ nhìn hai người lão hầu nói. Ta, chúng ta không có, cầu xin ngươi để cho chúng ta vào thành, hài tử của ta đã một ngày một đêm không có nước uống, không có cơm ăn rồi. Không có. Vẻ mặt lão hầu trầm xuống, nói. Không có ngươi còn muốn vào thành, cút đi. Tới từ đâu thì lăn trở về nơi đó. Bịch, nữ tử chợt quỳ xuống, cầu xin nói. Hai vị đại ca xin thương xót, hai tử của ta thật sự đã một ngày một đêm không có nước uống, không có cơm ăn, cầu hai vị đại ca cho chúng ta vào thành, cầu xin các ngươi. Nói xong, lôi kéo tiểu nữ hài bên cạnh nói. Nhị nha, nhanh dập đầu với hai vị thúc thúc này. Tiểu nữ hài cũng học theo mẫu thân của nàng quỳ trên mặt đất. Nhưng vừa quỳ trên mặt đất tiểu nữ hài lại thét lên, bởi vì trên mặt đất quá nóng. Nàng muốn đứng lên, nhưng lại bị mẫu thân nàng ngăn cản. Bốp! Đột nhiên, lão hầu đạp một cước lên bụng của nữ nhân của,
nữ nhân nhất thời trà sát mặt đất bay ra ngoài, cũng may nữ nhân gắt gao ôm lấy đứa trẻ trong lòng mình mới không làm cho đứa trẻ sơ sinh bị thương. Lão hầu hung hăng xì một tiếng khinh miệt, nói. Kẻ nghèo ăn xin, không có đa năng lượng thì cút sang một bên đừng đem vận đen đến cho lão tử. Tiểu nữ hài bên cạnh nhìn thấy mẫu thân mình bị đá bay, lập tức qua, một tiếng khóc lên, hài tử trong lòng nữ tử cũng là khóc lên. Nữ tử chật vật ôm hài tử bò dậy, sau đó lại tới trước mặt lão hầu quỳ xuống, cầu xin nói. Đại ca, xin người thương xót, để cho chúng ta vào thành, sau này chúng ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi, cầu xin ngươi. Thúc thúc, cầu xin thúc. Tiểu nữ hài ở bên cạnh vội vàng dùng sức dập đầu. Lão hầu, theo ta thấy, cứ để cho các nàng qua đi, ngươi xem thử nếu như nữ nhân này trang điểm một chút chắc chắn không tệ, còn có tiểu nữ hài này sau này lớn lên có lẽ cũng là một mỹ nhân, hi hi, để cho các nàng vào đi, sau này các nàng sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi, cha cha, mẹ con cùng chung một chồng ha ha. Lão man ở bên cạnh kiêu ngạo phóng túng, cười nói. Lăn đi, mẹ nói, loại hàng này cũng xứng với lão tử sao? Lão hầu hung hăng phun đàm, giơ chân phải lên đang chuẩn bị đạp nữ tử, lúc này lão hầu đột nhiên cảm thấy bả vai của mình bị nắm chặt, lão hầu xoay người nhìn Dương Diệp đang nắm bả vai của hắn tức giận nói. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Lúc này, lão man ở bên cạnh lấy ra trường thương của mình không thiện cảm nhìn Dương Diệp. Dương Diệp thả lỏng hai vai của lão hầu lấy ra sau viên đá năng lượng vứt xuống trước mặt lão hầu, nói. Ta trả phí vào thành cho các nàng. Lão hầu sửng sốt, sau đó vội vàng thu đá năng lượng và xoay người liếc mắt nhìn mẹ con ba người, nói. Coi như các ngươi gặp may. Nữ tử trên mặt đất vội vàng đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó quỳ xuống, không ngừng nói. Cảm ơn ân nhân, cảm ơn ân nhân. Tiểu nữ hài bên cạnh đã đến trước mặt Dương Diệp, tiểu nữ hài ôm lấy chân của Dương Diệp cũng học mẫu thân nàng nói. Cảm ơn ca ca. Dương Diệp đang chuẩn bị nói. Đột nhiên nơi đó nổi lên dị biến. Chỉ thấy nữ tử vốn quỳ trên mặt đất kia đột nhiên chợt ngẩng đầu lên, đứa trẻ trong lòng nàng thoáng cái rơi xuống trên mặt đất, chẳng biết từ lúc nào trong tay nữ tử xuất hiện thêm một cây đoản đao, nữ tử giống như một con báo săn ăn mồi, thân thể chợt vọt lên, đoản đao trong tay mang theo một tia sáng lạnh lẽo chợt đâm về phía cổ họng của Dương Diệp. Nhanh như tia chớp. Trong tay của tiểu nữ hài đang ôm chân Dương Diệp kia cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện thêm một cây đoản đao. Đoản đao nhắm thẳng vào dưới hông Dương Diệp. Vẻ đáng thương trong mắt tiểu nữ hài đã biến mất, thay vào đó sự lạnh lùng cùng kiên nghị. Hai người lão hầu cùng lão man ở bên cạnh cũng động, một người sử dụng trường thương đâm thẳng vào mi tâm của Dương Diệp, một người dùng nắm đấm đánh thẳng vào đầu Dương Diệp. Chỉ là trong nháy mắt, Dương Diệp đã hiểu rõ đây là âm mưu ám sát. Tất cả mọi thứ trước mắt chỉ là nhằm ám sát hắn mà thôi. Nghĩ đến đây Dương Diệp cười tự giễu. Lần này mình thật sự là mắt bị mù rồi. Tuy nhiên, hắn không thể không thừa nhận mấy người trước mắt biểu diễn quá chân thật, đặc biệt hai mẹ con này, thật đến nỗi ngay cả hắn cũng bị lừa gạt. Đáng tiếc là thực lực của mấy người này quá yếu. Đoản đao trong tay nữ nhân đâm vào cổ họng của Dương Diệp, đoản đao của tiểu nữ hài đâm vào dưới hông của Dương Diệp, thương của lão hầu đâm vào mi tâm của Dương Diệp, nắm đấm của lão mãn cũng đánh lên đầu Dương Diệp. Mấy người đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ tươi cười hiểu ý, giống như bọn họ đã nhìn thấy được 5.000 viên đá năng lượng cực phẩm, huyền kỹ cùng với huyền bảo thiên cấp. Rất nhanh mấy người liền sửng sốt, nụ cười trên mặt cứng đờ, thay vào là đó sự chấn động cùng kinh hoàng vô tận. Bởi vì bọn họ cảm thấy mình giống như đánh lên huyền thiết thiên cấp cực kỳ cứng rắn, không chỉ không đâm rách da của Dương Diệp, trái lại còn khiến cho tay của mình chấn động đến tê dại. Đặc biệt là tiểu nữ hài kia, đoản đao còn bị bắn ngược lên mặt đất. Dương Diệp thò tay nắm chặt thanh trường thương cắm ở mi tâm kia, sau đó chợt dùng sức, trường thương bắn ngược trở lại. Lão hầu còn chưa kịp phản ứng đã bị trường thương của mình xuyên qua thân thể, tiếp theo tay trái của hắn chợt quét về phía sau, cánh tay quét lên đầu lão man, người phía sau trực tiếp bay ra ngoài. Nữ nhân muốn rút lui nhưng đã không kịp, chân trái của Dương Diệp chợt giơ lên. Trực tiếp đạp một cước trên bụng của nàng, nữ nhân lập tức bay ra ngoài hơn mười mấy trượng, không biết sống chết. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía tiểu nữ hài còn ôm chân phải của hắn, tiểu nữ hài liếc mắt nhìn Dương Diệp, trong phút chốc tiểu nữ hài chợt nhặt đoản đao trong tay lên lại đâm về phía Dương Diệp. Một đường kiếm quang hiện lên, máu tươi tưới xuống đất.
Thân hình Dương Diệp thoáng động đi tới trước mặt nữ nhân, nhìn nữ nhân nằm trên mặt đất đang oán độc nhìn hắn nói. Ban đầu, ta còn tưởng rằng sau khi các ngươi ám sát thất bại sẽ tự mình kết thúc mạng sống, không nghĩ tới ngươi còn chưa tự sát, như vậy cũng tiện ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi một chút ngươi. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không trả lời, tuy nhiên ta đề nghị ngươi đừng như vậy bởi vì ta thật sự không thích hành hạ nữ nhân, nhưng nếu như ngươi không phối hợp ta cũng chỉ có thể tạm thời oan uất chính mình. Trả lời ngươi, ngươi sẽ bỏ qua sao? Nữ nhân nói. Dương Diệp lắc đầu nói. Ta sẽ khiến cho ngươi chết thoải mái một chút, đương nhiên nếu như bây giờ ngươi tự sát coi như ta không có nói những lời trước đó, tuy nhiên ta nghĩ ngươi sẽ không tự sát, đúng không? Nữ nhân không nói gì. Dương Diệp nói. Chỉ có một vấn đề, các ngươi là tự mình tới giết ta hay là bị người khác sai khiến? Nữ nhân vẫn không nói. Một tia sáng lạnh lẽo chợt lóe lên. A! À, nữ nhân đột nhiên kêu lên thảm thiết bởi vì gân tay của nàng bị đứt rồi. Dương Diệp nắm kiếm trong tay chỉ lên mũi nữ nhân nói. Không trả lời vấn đề của ta sao? Nữ nhân oán độc nhìn Dương Diệp, lại không nói gì. Phụt! Alpha viết hoa. Cả khuôn mặt của nữ nhân trở nên giận dữ, hai tay, hai chân điên cuồng giãy giụa trên mặt đất bởi vì mũi của nàng bị cắt mất, nhưng vẫn chưa kết thúc, tay Dương Diệp lại vung lên, một gân tay khác của nàng cũng bị đánh gãy, tiếp theo tay của nàng, gân chân của nàng từng cái bị chặt đứt. Kiếm của Dương Diệp đặt trước đôi mắt của nữ nhân nói. Một cơ hội cuối cùng nếu như không trả lời vấn đề của ta, vậy ngươi sẽ mãi mãi không cần trả lời. Đã từng nghe nói qua Lăng Trì chưa? Chưa từng nghe nói qua cũng không sao bởi vì nếu như ngươi không nắm chặt cơ hội cuối cùng này lập tức ngươi sẽ có thể tự mình lĩnh hội cái gì gọi là Lăng Trì, ta thật sự không đùa với ngươi. Nữ nhân hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Dương Diệp một lát, chính vào lúc trong mắt Dương Diệp lộ ra vẻ không kiên nhẫn, nữ nhân đột nhiên vội vàng nói. Thành chủ Liệp Hộ Thành thuê chúng ta tới giết ngươi. Van xin ngươi hãy cho ta chết thoải mái một chút, ta van xin ngươi. Thành chủ Liệp Hộ Thành sao? Tuông mắt Dương Diệp hiện lên ánh sáng lạnh, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn nữ nhân đang đau đớn kia nói. Thật đúng là không tự trọng, nói sớm một chút đã không chịu khổ như vậy rồi. Không cần cậy mạnh. Hắn nói dứt lời tay phải vung lên, cả người nữ nhân nhất thời không nhúc nhích. Oa! Đột nhiên truyền đến tiếng khóc của đứa bé sơ sinh bên cạnh. Dương Diệp xoay người nhìn lại. Chỉ thấy đứa trẻ sơ sinh lúc trước nữ nhân vứt trên mặt đất đang oa oa khóc lớn. Dương Diệp đi tới nhìn đôi mắt to tròn sáng lấp lánh của đứa trẻ sơ sinh kia nói, nếu như ngươi cũng là sát thủ, vậy Dương Diệp ta liền phục. Nói xong bế đứa trẻ sơ sinh lên, sau đó đi về phía cửa thành. Dương Diệp mới vừa vào thành, của thành phía sau hắn đã đóng lại. Tiếp theo, vô số bóng người từ các ngõ ngách nhanh chóng hiện ra, chỉ trong giây lát. Lại có gần nghìn người xuất hiện dưới của thành. Cùng lúc đó trên tường thành cũng chẳng từ biết lúc nào đã xuất hiện một nhóm binh sĩ trên người mặc khôi giáp, trong tay cầm cường nỏ. Một người trung niên mặc áo bào sang trọng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, hắn quan sát Dương Diệp sau đó nói. Các hạ không hổ danh là kiếm hoàng, thậm chí ngay cả tổ hợp thiên y vô phùng xếp thứ 7 trên bảng sát thủ cũng không giết được người, rất giỏi. Đúng rồi, kẻ hèn này là Lục Phong thành chủ Liệp Hộ Thành. Ở chỗ này chờ các hạ đã lâu. Dương Diệp nói. Có một điều ta rất tò mò vì sao các ngươi lại cứ xác định ta chính là Dương Diệp. Lục Phong mỉm cười nói. Bởi vì lệnh truy nã của người đã xuất hiện trong tay thành chủ của tất cả các thành thị thuộc về đế quốc Hán Đỉnh quản lý, trên lệnh truy nã có vẽ chân dung của ngươi. Hơn nữa, hành tung của ngươi đế quốc Đỉnh, Hán ta đều rõ như lòng bàn tay, cho nên mới có cảnh tượng ám sát ngươi trước đó. Các ngươi đều rõ hành tung của ta như lòng bàn tay. Dương Diệp nhíu mày nói. Nói như thế nào? Lục Phong lắc đầu nói. Không thể trả lời, ngươi chỉ cần biết rằng, từ lúc ngươi bắt đầu xuất hiện ở Vô Đung Thành hành tung của ngươi đã bị đế quốc Đỉnh Hán ta nắm giữ. Sở dĩ nói cho ngươi biết những điều này chỉ là muốn nói cho ngươi biết, nếu ngươi muốn đi tiếp chắc chắn phải đi chết không thể nghi ngờ. Bởi vì cho dù ngươi từ chỗ của ta chạy thoát ngươi vẫn sẽ gặp phải truy sát vô cùng vô tận. Nói đến đây Lục Phong dừng lại một lát nói. Nhân chủ là nhân hoàng hiện nay, người đại diện cho đất trời, nhận được đất trời quan tâm, kiếm hoàng, ngươi là kẻ địch của nhân chủ đúng là không khôn ngoan. Kiếm hoàng, hiện nay nhân tộc ta nhìn như cường thịnh,
nhưng thật ra lại đang đối mặt với mối nguy diệt tộc. Từ lâu ma vực cùng yêu vực nhìn nhân loại ta như nhìn kẻ thù, nhân loại ta cùng hai tộc này nhất định phải đánh một trận, còn có loạn ma hải cùng với hải tộc của Đông Hải đối với nhân loại ta cũng là nhìn trộm hồi lâu, nếu như nhân loại ta khai chiến cùng với yêu tộc cùng ma tộc, hải tộc nhất định tiến vào, một cái sơ sẩy nhân tộc ta xem như xong. Kiếm Hoàng, người cũng là nhân kiệt đương thời, nếu như ngươi cùng nhân chủ liên thủ nhất định có thể thu phục vạn vực, thành tựu phi phàm, lưu danh muôn đời. Dương Diệp sửng sốt, sau đó hơi buồn cười, không thể không nói, người trung niên trước mắt này có tài ăn nói hơn thành chủ Vô Dung Thành rất nhiều. Thành thật mà nói, tài ăn nói của ngươi thật sự rất tốt, nói đến nỗi ta có một cảm giác, đó chính là nếu như ta không đầu quân với La Tuấn, Dương Diệp ta hình như chính là tội nhân của nhân tộc. Chỉ là ta muốn nói một câu, từ lúc ta đi tới trung vực hình như vẫn là đế quốc đỉnh Hán của ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết. Còn nữa đừng nói với ta ám sát trước đó chỉ là các người đùa thôi. Trên mặt của Lục Phong không có ý cười nói. Kiếm Hoàng thật sự không suy nghĩ lại một chút hay sao? À, đúng rồi, người đâu mau mời bằng hữu của Kiếm Hoàng ra đây, có lẽ nàng có thể khiến cho Kiếm Hoàng của chúng ta thay đổi chủ ý. Một nữ tử bị đẩy ngã bên cạnh Lục Phong. Nữ tử tóc tai bù xù, vết roi trên người máu chảy đầm đìa, nữ tử này không phải là ai khác, chính là Lục Uyển Nhi của Vô Dung Thành. Nhìn thấy Lục Uyển Nhi, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, ấn ký huyết sát châu nơi mi tâm hiện ra. Lục Uyển Nhi cũng nhìn thấy Dương Diệp, khi thấy Dương Diệp, Lục Uyển Nhi đau khổ nói. Đi, đi mau. Ha ha, Lục Phong cười nói. Dương công tử, nữ tử này lại một lòng si mê ngươi. Vốn là ta sắp xếp nàng tới ám sát ngươi, nhưng nàng lại có thể dẫu có chết cũng không theo, bất đắc dĩ ta chỉ có thể sử dụng nàng để khiến đầu óc Dương công tử tỉnh táo. Dương công tử yên tâm, chúng ta cũng không để cho người lăng nhục nàng, dù sao ta còn muốn cùng Dương công tử kết giao bằng hữu, nhưng nếu như Dương công tử không muốn kết giao bằng hữu với ta, ta đây quả thật cũng không dám bảo đảm kết quả lúc nữa của nàng. Ngươi là cảnh giới gì? Dương Diệp nhìn Lục Phong đột nhiên nói. Lục Phong sửng sốt, sau đó nói. Tại hạ bất tài, hiện tại chỉ là cảnh giới linh giả cửu phẩm, đương nhiên ta có thể trở thành thành chủ Liệp Hộ Thành, không phải là do vũ lực của ta, là bởi vì. Đột nhiên, giọng nói của Lục Phong đột ngột ngừng lại, bởi vì chẳng biết lúc nào Dương Diệp đã đi tới trước mặt hắn, bụng của hắn bị vỏ kiếm cổ trong tay Dương Diệp xuyên qua. Dương Diệp nhìn vẻ không thể tưởng tượng nổi tràn đầy trong mắt Lục Phong nói. Người rất thông minh nhưng người tính sai một điều, đó chính là thực lực của ta. Nói xong, tay phải Dương Diệp xoắn một cái, cả người Lục Phong trực tiếp vỡ ra. Giết! Lúc này, mọi người ở bên cạnh phục hồi lại tinh thần, không biết ai ra lệnh, không trung rất nhiều mũi tên bắn nhanh về phía Dương Diệp cùng Lục Uyển Nhi. Thân hình Dương Diệp thoáng động, trường kiếm vung lên, nắm đầu hai thị vệ của Lục Uyển Nhi lập tức bay ra ngoài. Sau khi giao đứa bé trong ngực cho Lục Uyển Nhi, tay trái của Dương Diệp ôm Lục Uyển Nhi chợt lóe lên trên không trung, bên trong vỏ kiếm phía sau dần hiện ra bốn đường kiếm quang phóng lên cao, dưới sự điều khiển ý niệm của Dương Diệp, bốn đường kiếm quang xông vào trong đám người tiễn thủ, sau đó rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên. Giết, giết, người giết Dương Diệp sẽ được thưởng 5.000 viên đá năng lượng cực phẩm, thưởng huyền kỹ cùng huyền bảo thiên giết đi. Trong đám người không biết ai giống lên một tiếng. Vô số người đỏ hai mắt không muốn sống nhào mạnh về phía Dương Diệp. Dương Diệp đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, vỏ kiếm cổ trong tay rất nhanh vung lên, rất nhiều kiếm khí nhỏ như lông châu che trời lấp đất rớt xuống dưới, xông lên phía một đám người đứng mũi chịu sào, ngay cả cơ hội tránh né cũng chưa có đã nằm trên mặt đất. Nhưng điều này cũng không khiến cho người phía sau dừng lại, ngược lại, người phía sau càng thêm không muốn sống xông về phía trước. Sau nửa canh giờ, dưới cổ thành, bốn bề thi thể, máu tươi giống như sông. Dương Diệp ôm Lục Uyển Nhi rơi trên mặt đất lúc, oán khí trong máu tươi cùng với những thi thể trên mặt đất này lập tức nhanh chóng tao vọt về phía mi tâm của Dương Diệp, mùi máu tươi nồng đậm làm cho Dương Diệp thiếu chút nữa nhổ ra, nhưng hắn không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể mặc cho hạt châu ở mi tâm điên cuồng hấp thu những huyết khí cùng sát khí kia. Cha cha, không hổ danh là Kiếm Hoàng, giết những binh lính tinh nhuệ Liệp Hộ Thành này giống như tàn sát chó. Ô, quên tự giới thiệu, tại hạ Tần Xuyên là đệ tử chân truyền của Thượng Thiêu Tông, hôm nay ta cùng sư đệ đến đây muốn mượn đầu của Kiếm Hoàng dùng một lát, Kiếm Hoàng không ngại chứ? 10 đệ tử tông môn thân mặc trường bào màu lam xuất hiện ở nơi đó. Tần Xuyên mỉm cười nhìn Dương Diệp,
trên mặt hoàn toàn không bởi vì thi thể đầy đất mà xuất hiện vẻ kiêng kỵ, có chăng chỉ là nụ cười ấm áp cùng tự tin. Thượng Tiêu Tông, cửu phẩm tông môn không phải là thiên tài tuyệt thế, căn bản không có cách nào tiến vào tông môn này. Tần Xuyên hắn, vừa lúc là thiên tài trong thiên tài, 19 tuổi hắn đã đạt được cảnh giới linh giả cửu phẩm, trở thành huyền giả cảnh giới linh giả cửu. Phẩm trẻ tuổi nhất trong Thượng Tiêu Tông mấy trăm năm qua, cũng là người trẻ tuổi nhất có khả năng trở thành cường giả cảnh giới tôn giả trong Thượng Tiêu Tông mấy chục năm qua. Bởi vậy, tông chủ Thượng Tiêu Tông tự mình thu hắn làm đệ tử thân truyền, đồng thời ban thưởng cho hắn một món đạo khí giả. Có đạo khí giả, chiến lực của hắn lập tức tăng lên gấp đôi, chém giết cảnh giới tôn giả đã không thành vấn đề, ngay cả một số thái trưởng lão trong tông môn cũng xuất thế chỉ định hắn, cho rằng hắn là hy vọng sau này của tông môn. Lần này, hắn đến đây tìm Dương Diệp cũng không phải Thượng Tiêu Tông phái hắn tới, mà là chính hắn tự mình tới. Bởi vì lúc này danh tiếng của Dương Diệp thật sự quá lớn, giết Dương Diệp, tên của Tấn Xuyên hắn nhất định chấn động toàn bộ đại lục. Còn nữa, hắn cũng cho là tự hắn sẽ không thua bất kỳ kẻ đồng cấp nào, cho dù là Vũ Thần Kiếm Hoàng. Dương Diệp mỉm cười với Lục Uyển Nhi ra hiệu cho nàng không cần khẩn trương, sau đó xoay người liếc mắt nhìn mấy người Tần Xuyên. Nói, Thượng Tiêu Tông, không nghĩ tới ngay cả Thượng Tiêu Tông cũng trở thành tay sai của La Tuấn. Được, không nhiều lời vô ích, các ngươi cùng tiến lên. Không phải vậy. Tần Xuyên lắc đầu nói. Loại chuyện lấy nhiều khi dễ ít này không phải là chuyện quân tử có thể làm, ta bảo những sư đệ này tới đây một là để bọn họ làm chứng, hai là vì đề phòng ngươi chạy trốn. Ngươi muốn một chọi đấu với ta sao? Dương Diệp kinh ngạc nói. Tần Xuyên gật đầu, sau đó bàn tay phải xòe ra, một thanh kiếm dài 3 thước toàn thân lộ ra ánh sáng lạnh xuất hiện ở trong tay hắn, Tần Xuyên nắm trường kiếm đặt ở mi tâm, khép ngón tay trái dán lên chỗ mũi kiếm nói. Dương Diệp, nghe đồn Kiếm Hoàng là đứng đầu kiếm tu, chính là nói trước mặt Kiếm Hoàng không có kiếm tu, Tần Xuyên bất tài muốn xem thử tin đồn này có thật hay không. Dứt lời, một kiếm quang từ trong cơ thể Tần Xuyên đột nhiên bạo phát ra, kiếm quang ngưng tụ không tan, xoay xung quanh Tần Xuyên. Kiếm ý tầng 8. Dương Diệp vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, người trước mắt này lại có thể đạt tới kiếm ý tầng 8. Người trước mắt không tới 20 tuổi. Thực lực cũng đã là cảnh giới linh giả cửu phẩm, càng lĩnh ngộ kiếm ý tầng 8 thiên phú như vậy, ngoại trừ An Nam Tĩnh cùng Ma Kha còn có Lạc Tuyết Gia, hắn là một người yêu nghiệt nhất. Cổ tay của Dương Diệp lật ngược lên, thanh kiếm xương rồng xuất hiện ở trong tay nói. Thanh kiếm trong tay ngươi chắc hẳn là một món đạo khí giả. Nhãn lực tốt, Tần Xuyên nói. Kiếm này tên là Hàn Quang, là sư tôn của ta ban tặng, Dương Diệp ta không muốn thắng không anh hùng. Ngươi cũng có đạo khí, lấy đạo khí của ngươi ra. Ta phải là đường đường chính chính đánh bại ngươi để cho người đời biết, cái gọi là Kiếm Hoàng cũng không phải là không thể chiến thắng, bọn họ sở dĩ không thể chiến thắng được chẳng qua là thực lực bọn họ yếu mà thôi. Đối phó ngươi vẫn không cần sử dụng đạo khí lên đi. Trường kiếm của Dương Diệp chỉ nghiêng xuống mặt đất, bình tĩnh nhìn Tần Xuyên, nên nói là nhìn kiếm trong tay Tần Xuyên, hắn coi trọng thanh kiếm này. Đã nghe nói Dương Diệp ngươi cuồng vọng đến cực điểm, không nghĩ tới là thật sự, cũng được, ngày hôm nay sẽ khiến cho ngươi vì cuồng vọng của mình trả cái giá thật lớn. Trên người Tần Xuyên kiếm quang càng lúc càng nhiều, càng lúc càng sắc bén, trong phút chốc, kiếm Hàn Quang trong tay Tần Xuyên chợt rạch một cái về phía Dương Diệp, rất nhiều đường kiếm quang hóa thành kiếm long mười mấy trượng bắn mạnh tới. Dưới sự gia tăng của kiếm ý tầng 8, kiếm long này giống như thực chất. Kiếm ý cùng uy áp cường đại khiến cho đệ tử của Thượng Tiêu Tông ở bên cạnh không dám nhìn thẳng. Nhưng Dương Diệp lại không tránh không né. Kiếm long đánh lên người Dương Diệp, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, kiếm long dường như chui vào thân thể Dương Diệp trực tiếp biến mất. Tần Xuyên mở to mắt, trong mắt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Dương Diệp tham lam hút, không thể không nói cảm giác cắn nuốt kiếm ý này thật sự không tệ. Dương Diệp cảm thấy nếu như người trước mắt này vẫn còn thi triển kiếm ý đối với hắn. Hắn vẫn cắn nuốt, nói không chừng hắn rất nhanh sẽ có thể đạt được cảnh giới kiếm ý hoàn mỹ. Sao có thể như vậy được, ngươi sao có thể như vậy được? Tần Xuyên không thể tin nhìn Dương Diệp, chuyện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của hắn quả thật là kiếm ý tầng 8 đấy. Cứ như vậy mà không còn gì sao? Tần Xuyên không tin là, tay phải tại chợt phung lên, một đường kiếm khí bắn ra, Dương Diệp vẫn không né tránh, tùy ý kiếm khí chui vào trong cơ thể hắn. Dương Diệp không thể không thừa nhận bây giờ đối với hắn kiếm khí này cùng kiếm ý thật sự là đại bổ,
được kiếm ý xâm vào trong cơ thể hắn, hắn lại cảm thấy cả người thoải mái. Ngươi đột nhiên, Tần Xuyên dường như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt hoàn toàn thay đổi, không thể tin chỉ vào Dương Diệp nói. Ngươi đạt được kiếm ý tầng 9. Nghe được Tần Xuyên nói, sắc mặt của mấy người Thượng Tiêu Tông ở bên cạnh thay đổi. Dương Diệp không trả lời Tần Xuyên, thân hình thoáng động đã xuất hiện trước mặt Tần Xuyên, người sau vô cùng kinh ngạc, tay cầm kiếm mang theo kiếm quang chợt đâm một cái, nhưng vừa đâm tới phân nửa, một uy áp khủng khiếp đã đặt trên người hắn, kiếm quang trên thân kiếm của hắn lập tức biến mất, Tần Xuyên kinh hãi gần chết, vào giờ phút này hắn đã hiểu được Dương Diệp thật sự đã đạt được kiếm ý tầng 9. Đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu hắn, bởi vì trước ngực của hắn đã cắm một thanh kiếm. Sau khi một kiếm chém giết Tần Xuyên, tay phải của Dương Diệp vẫy một cái, thanh kiếm hàn quang này rơi vào tay hắn, lúc này mấy người Thượng Tiêu Tông bên cạnh cũng phục hồi tinh thần lại, sau khi nhìn thấy thi thể của Tần Xuyên, vẻ mặt của đám người này đều trắng bệch. Tần Xuyên là thiên tài tuyệt thế của Thượng Tiêu Tông, lại là đệ tử thân truyền của tông chủ, lần này tự mình cùng bọn họ trốn đi bị Dương Diệp chém giết, bọn họ đã có thể tưởng tượng được kết cục chờ đợi bọn họ là gì. Giết Dương Diệp, báo thù cho sư huynh Tần Xuyên. Không biết ai giống lên một tiếng, mười mấy tên đệ tử Thượng Tiêu Tông nhào về phía Dương Diệp. Kiếm quang ở nơi đây không ngừng chớp động, không được một khắc, mười mấy tên đệ tử Thượng Tiêu Tông nằm trên mặt đất. Dương công tử. Lúc này Lục Uyển Nhi đi tới bên cạnh Dương Diệp, vừa muốn nói cái gì, Dương Diệp lại nhíu mày, xoay người nhìn về phía sau lưng, trầm ngâm một lát, tay phải Dương Diệp nắm vòng eo của Lục Uyển Nhi, sau đó lấy cửu u kiếm vũ ra, thân hình lóe lên trực tiếp biến mất. Vào lúc Dương Diệp rời đi không được nữa khắc, một người trung niên xuất hiện ở cửa thành Liệp Hộ Thành, khi thấy thi thể đầy đất, người trung niên nhíu mày, đột nhiên ánh mắt của hắn rơi lên thi thể của Tần Xuyên, khi thấy thi thể của Tần Xuyên, thân thể của người trung niên cứng đờ, hai mắt lập tức đỏ lên, sắc mặt cũng trở nên giận dữ đáng sợ. A, Dương Diệp, không giết người, Tần Thiên ta thể không làm người. Dưới cửa thành, giọng của người trung niên vang lên giống như tiếng dã thú gầm gừ. Đúng lúc này, một lão nhân thân mặc trường bào màu lam xuất hiện ở trước của thành, nhìn thi thể Tần Xuyên bị người trung niên kia ôm vào trong ngực, lão nhân lắc đầu khẽ thở dài nói. Lão phu vẫn là đến chậm. Nói xong, trong mắt lão nhân lóe lên luồng ánh sáng lạnh nói. Khá lắm, kiếm hoàng Dương Diệp lại có thể đạt được kiếm ý tầng 9, trong thế hệ trẻ ngoại trừ An Nam Tĩnh ra xem như người vô địch rồi. Tần Thiên đứng dậy thi lễ với lão nhân một cái nói. Vẫn mong tông chủ mau cứu Xuyên Nhi. Lão nhân liếc mắt nhìn thi thể Tần Xuyên, sau đó lắc đầu nói. Nếu như chỉ là vết thương kiếm bình thường, cho dù bị thương đến trái tim của hắn ta cũng có cách cứu sống hắn. Nhưng đây không phải là vết thương kiếm bình thường, kiếm ý của Dương Diệp đã đạt được tầng 9, lúc kiếm đâm ý vào trong cơ thể Xuyên Nhi, đã phá vỡ tất cả sức sống của hắn, ta cũng bất lực. Nghe vậy, vẻ mặt của Tần Thiên như cho tàn, rất nhanh lại trở nên giận dữ. Ta biết được ngươi muốn báo thù, nhưng Dương Diệp lúc này cho dù là ngươi cũng không thể chiến thắng, thậm chí còn sẽ bị hắn giết ngược lại. Trước tiên đem thi thể Xuyên về Tần gia an táng, hắn là đệ tử của Thượng Tiêu Tông ta, thù của hắn đương nhiên sẽ do ta Thượng Tiêu Tông ta đến báo. Lão giả trầm giọng nói. Tông chủ muốn ra tay. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn lão nhân. Lão nhân lắc đầu nói. Bởi CVI có chút nguyên nhân ta không thể ra tay với hắn, nhưng điều này cũng không đại diện cho Thượng Tiêu Tông của ta sẽ không thể giết hắn, ta đã truyền lệnh bảo Liễu Sướng Nguyên quay về Tông. Lấy thực lực của hắn tiêu diệt Dương Diệp này không khó lắm. Liễu Sướng Nguyên. Tần Thiên cả kinh nói. Chính là Liễu Sướng Nguyên 10 năm trước lấy thực lực cảnh giới linh giả cửu phẩm độc chiến 3 gã cảnh giới tôn giả mà không bị bại kia. Nhưng hắn không phải đã biến mất hơn 10 năm rồi sao? Lẽ nào hắn còn sống? Lão giả gật đầu nói. Hắn chỉ là đi tới yêu vực rèn luyện mà thôi, hiện tại hắn đã là cảnh giới tôn giả tam phẩm. Ở yêu vực rèn luyện khiến cho thực lực của hắn đã vượt xa cường giả cùng cấp, hắn lúc này cho dù là cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm cũng không nhất định có thể chiến thắng hắn. Lấy thực lực của hắn chém giết Dương Diệp vẫn chưa phải là cảnh giới tôn giả cũng không khó lắm. Cảm ơn tông chủ. Ôi, đáng tiếc cho Xuyên Nhi, nếu như không phải ta bế quan, cũng sẽ không khiến cho hắn rơi vào kết quả như vậy, ôi. Ngươi đi rồi, một đội thị vệ đi tới Lục gia chúng ta. Bọn họ hỏi Lục gia chúng ta có quan hệ với người như thế nào, chúng ta nói không có quan hệ gì, sau đó bọn họ lại bắt đầu tàn sát Lục gia ta.
không đến một khắc ngoại trừ ta ra, tất cả mọi người trong toàn bộ Lục gia đều đã chết, tất cả mọi người đều đã chết. Ngoài thành, Lục Uyển Nhi ôm đứa trẻ sơ sinh ngồi dưới đất, trên gương mặt đầy nước mắt. Xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ mang đến tai họa này cho các ngươi. Dương Diệp nhìn Lục Uyển Nhi người đầy vết roi trước mắt, trong lòng hơi hổ thẹn, có thể những gì nữ tử trước mắt này gặp phải là do hắn gây ra. Lục Uyển Nhi lắc đầu, nói. Cho dù không có Dương công tử Lục gia ta cũng sẽ không có kết quả gì tốt, Trần gia này đã sớm đang có ý đồ với Lục gia chúng ta, cưới ta chẳng qua là muốn mượn ta khống chế để Lục gia mà thôi, buồn cười là phụ thân ta vẫn không nhìn rõ. Dương Diệp trầm ngâm một lát nói. Lục cô nương, sau này cô nương có dự định gì không? Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Lục Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, trên mặt không có sự yếu đuối trước kia nữa. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó đưa thanh kiếm xương rồng cho Lục Uyển Nhi sau đó nói. Cô nương không thể ở trung vực, như vậy đi, cô nương hãy cầm thanh kiếm này đi kiếm tông nam vực, nói là ta đề cử cô nương, bọn họ sẽ đối đãi với cô nương thật tốt, về phần sau này cô nương có thể trở nên mạnh mẽ đến mức nào thì phải xem tạo hóa của cô nương. Có lẽ ta không đến được nam vực. Lục Uyển Nhi khẽ nói. Dương Diệp lại lấy ra một cái nạp giới đưa cho Lục Uyển Nhi nói. Ở trong này có 100 viên đá năng lượng cực phẩm, cũng đủ để cô nương dùng tu luyện. Về phần an toàn của cô nương không cần lo lắng, cô nương chỉ cần đi nam vực là sẽ có người bảo vệ cô nương. Lục Uyển Nhi nhận lấy nạp giới gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn đứa trẻ trong lòng, nói. Đứa bé này nên làm thế nào? Dương Diệp xòe tay ra nói. Chắc chắn ta sẽ không mang nó theo được, như vậy đi nếu như người bằng lòng thì mang nàng về kiếm tông. Nếu như không muốn thì cứ mang nó đưa cho những gia đình ở gần đây đi. Lục Uyển Nhi gật đầu, ôm đứa trẻ sơ sinh xoay người rời đi, đi mấy bước nàng ngừng lại, xoay người nhìn Dương Diệp. Ta cũng muốn trở nên mạnh như ngươi. Những lời này là lúc sắp rời đi Lục Uyển Nhi đã nói. Nhìn bóng lưng Lục Uyển Nhi biến mất, Dương Diệp ngẩn ra một lúc lâu. Hắn biết Lục Uyển Nhi không nói chơi. Bởi vì hắn đã thấy được sự quyết tâm và kiên định giống như hắn trong mắt đối phương. Với tính cách của nàng, nên ở trong nhà ấm thoải mái hưởng thụ sự ấm áp, được người ta chăm chút, thế nhưng thực tế tàn khốc khiến nàng không thể không trải qua gió sương, đối diện với bộ mặt tàn khốc nhất của xã hội này. Nói chung đây là một nữ nhân bất hạnh, cũng không đúng, từ góc độ nào đó mà nói nàng may mắn đấy. Bởi vì tương lai của nàng rất có thể là tự mình nắm giữ vận mệnh của mình, không bị người khác sắp đặt. Trên đại lục kẻ mạnh làm vua này, có được mấy ai có thể nắm giữ vận mệnh của mình chứ? Dương Diệp không thể để Lục Uyển Nhi một mình đến Nam Vực, mà phái ra kiếm nô mới, cũng chính là tên thành chủ thành Vô Dung kia hộ tống dọc đường. Có một cường giả cảnh giới tôn giả hộ tống, trừ phi có người cố ý nhắm vào, nếu không sẽ không có vấn đề gì. Thu hồi ánh mắt, Dương Diệp nhìn về phía đạo khí tên gọi Hàn Quang kia. Hàn Quang dài khoảng 3 tấc, thân kiếm chuyển thành màu lam. Đậm, quanh thân tỏa ra sự lạnh lẽo như băng, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp mạnh mẽ tràn vào, Hàn Quang kiếm lập tức bộc phát ra ánh sáng chói lạnh như băng, lập tức ngưng tụ thành bằng trên mặt đất quanh hắn. Hiệu quả đóng băng sao? Dương Diệp hơi kinh ngạc, hắn không ngờ thanh kiếm này lại có năng lực đóng băng. Do dự một chút hắn đưa tay sờ lên thân kiếm Hàn Quang, lập tức ngón tay của hắn trực tiếp ngưng tụ thành một khối băng, cùng lúc đó một sự lạnh lẽo tức thì ập về phía hắn. Khiến cho hắn không kìm lòng được mà run rẩy một cái, sau khi thi triển ra kiếm ý, sự lạnh lẽo này và băng trên ngón tay hắn mới tiêu tan. Lần này Dương Diệp không kinh ngạc mà là có chút chấn động. Hắn không ngờ hiệu quả đóng băng của thanh kiếm này lại lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả hắn cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Đương nhiên vẫn kém nhiều so với thuấn không kiếm, thế nhưng huyền khí thanh kiếm này tiêu hao ít hơn không biết bao nhiêu so với thuấn không kiếm, với thực lực hiện giờ của hắn. Tuy không thể huy động một cách thoải mái, nhưng dưới sự trợ giúp của đá năng lượng, dùng kiểu như long cốt kiếm thì vẫn có thể làm được. Lúc này Dương Diệp cũng có chút may mắn, may là hắn đã lĩnh ngộ được kiếm ý 9 lớp, nếu không lúc trước giao đấu với Tần Xuyên nhất định sẽ bị thiệt thòi. Hiệu quả đóng băng này có hiệu quả tương tự với kiếm ý kia, đó là có thể áp chế năng lực hành động của người khác, thậm chí đối phương sơ suất một phát còn có thể bị đóng băng. Có thể nói hiệu quả đóng băng này còn mạnh hơn lực áp chế của kiếm ý 5 lớp. Đương nhiên muốn có thể sử dụng kiếm này thì bản thân cũng phải có bản lĩnh đặc biệt,
ví dụ như hắn có thể dùng kiếm này là bởi vì hắn đã có kiếm ý 9 lớp, không sợ hàn quang kiếm này đánh ngược lại, nếu như đổi lại một huyền giả kỳ linh giả bình thường khác sử dụng, e là chưa làm người khác bị thương được thì chính mình đã bị đóng băng rồi. Nói chung thanh kiếm này là một thu hoạch khá tốt. Lần này Dương Diệp không vội lên đường tiếp nữa. Đứng tại chỗ, Dương Diệp khép hờ hai mắt, thi triển thần thức ra. Một lát sau Dương Diệp mở hai mắt, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Vung tay phải lên, kiếm linh xuất hiện bên cạnh hắn. Dương Diệp hỏi. Lúc trước nghe thành chủ Thành Liệp Hộ nói, sau khi ta đến Trung Vực, đế quốc đỉnh Hán đã nắm giữ được hành tung của ta, vừa rồi ta thi triển thần thức lại không hề phát hiện mình bị theo dõi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ có cường giả cảnh giới hoàng giả đang canh chừng ta? Hành tung bị người khác nắm giữ, đây là điều Dương Diệp không thể tiếp nhận, bởi vì như vậy sẽ bị động khắp nơi. Kiếm linh quét quanh bốn phía, đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn lên không trung. Sau khi trầm ngâm một hồi, kiếm linh nói. Nếu ta đoán không sai chắc là trên không có thứ gì đó đang canh chừng ngươi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời xanh thăm thẳm, ngoài mấy đám mây trắng ra chẳng có cái gì cả. Có điều hắn không hề cảm thấy kiếm linh đang nói dối hắn, do dự một chút, cửu u kiếm vũ phía sau Dương Diệp quạt một cái, thoáng hiện lên bầu trời. Sau khi lên khoảng trăm trượng trên không, Dương Diệp dùng thần thức quét vòng bốn phía vẫn không phát hiện ra điều gì, Dương Diệp càng thêm nghi ngờ. Tiếp tục đi lên. Lúc này, kiếm linh đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó ánh mắt nhìn vào một đám mây trắng lơ lửng trên bầu trời. Nhìn đám mây trắng kia, Dương Diệp nheo hai mắt lại. Trong lòng vừa động, bên trong vỏ kiếm màu xanh lao ra một đường kiếm quang, nháy mắt lao về phía đám mây trắng kia, kiếm quang cực mạnh trực tiếp phá tan đám mây trắng. Mà khoảnh khắc đám mây trắng bị phá tan kia, có một con đại bàng màu đen cực lớn từ đám mây trắng lao ra, con đại bàng chợt vỗ cánh lao xuống phía Dương Diệp, cùng lúc đó trong đôi mắt vàng óng của nó đột nhiên bắn ra hai đường sáng màu vàng chói, chùm tia sáng bắn ra với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến đỉnh đầu Dương Diệp. Yêu thú tôn cấp. Dương Diệp hơi biến sắc, hắn không ngờ con đại bàng này lại là một con yêu thú tôn cấp, thảo nào có thể bay cao như vậy, ẩn nấp kín như vậy. Hắn phất tay phải lên, một đường kiếm khí bắn ra, hai tia sáng lập tức nát bấy. Đồng thời khẽ động mình một cái, kiếm bên người hóa thành một đường kiếm quang lao đến con đại bàng mà tấn công ngược lại. Chíu. Con đại bàng đột nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai, tiếp theo vô số chùm sáng màu vàng từ đôi mắt bắn ra. Còn Dương Diệp cũng vung mạnh hàn quang kiếm trong tay, kiếm khí áp đảo bắn ra. Trên không, từng tiếng năng lượng nổ không ngừng vang vọng, vô số không khí trên không khuếch tán ra từng lớp, không gian rung động dồn dập từng trận. Rốt cuộc một người một chim đụng vào nhau, kiếm của Dương Diệp đâm vào hai móng của đại bàng, cánh tay Dương Diệp tê dần, Dương Diệp biến sắc, hiển nhiên hắn đã đánh giá thực lực con đại bàng này hơi thấp. Chính trong khoảnh khắc này, hai móng con đại bàng chợt bắt lấy hàn quang trong tay Dương Diệp, có điều đúng lúc này một hơi lạnh thấu xương bộc phát ra từ hàn quang kiếm, hai móng con đại bàng lập tức thả kiếm của Dương Diệp ra, lao thẳng xuống chộp lên đầu Dương Diệp. Hiển nhiên con đại bàng muốn trực tiếp cào thủng đầu Dương Diệp, thế nhưng nó đã thất bại, đầu Dương Diệp cũng cứng y như móng của nó. Tay trái Dương Diệp túm lấy một chiếc móng của con đại bàng, sau đó tay phải cầm hàn quang kiếm đâm mạnh một cái vào bụng con đại bàng. Keng một tiếng. Kiếm không đâm thủng bụng con đại bàng nhưng sau một khắc, kiếm ý 9 tầng phun ra ngoài, nháy mắt bao phủ lấy con đại bàng. Tiếp theo Dương Diệp chợt xoay tròn tay phải, vèo một tiếng xuyên qua từ phần bụng của con đại bàng. Hai mắt con đại bàng từ từ đóng lại. Dưới đất, nhìn con đại bàng trong tay, Dương Diệp lắc đầu thầm nghĩ nếu có tiểu tử kia ở đây thì tốt rồi. Nếu có tiểu tử kia, hắn căn bản không cần phải ra tay, chỉ cần móng nhỏ của tiểu tử kia vung lên. Con đại bàng hung hãn này hắn là sẽ quỳ xuống đất mà thán phục chứ nhỉ. Tên nhãi này. Nghĩ đến tên nhãi màu tím có bộ lông mượt mà kia, khóe miệng Dương Diệp lộ ra nụ cười, xem ra có thời gian phải đến vực một chuyến. Trước đây nghe yêu hoàng nói, sau khi tiểu tử kia nhận được truyền thừa đã có thể hóa thành hình người đấy, thật là đáng mong chờ. Dương Diệp không suy nghĩ nữa, ném thi thể con đại bàng cho kiếm kinh, nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 40.